gì ra đồng đấy. Hy vọng là sẽ có thông báo. Chưa thấy gì hay mà. Và đi và đi và đi. Đã thấy like thông báo like rồi. Cứ vào đi. Ba bạn xem rồi. Kệ quay. Xin chào tất cả mọi người nha. Sao xin chào tất cả các bạn nhá. Không biết là các bạn có nhận được thông báo like của chúng tôi không ạ? Các bạn đang xem một like của Xúc Môn thì các bạn hãy thả tim thả like và các bạn thấy hôm nay rất là nhiều đồ đẹp đúng không ạ? Nên là các bạn hãy thả tim thả like nhiệt tình lên nha, và đặc biệt cho chúng tôi xin một nút chia sẻ đầu tiên nha. Nói chung là hôm nay rất nhiều hàng đẹp, bởi vậy là hy vọng các bạn hãy tương tác nhiệt tình và thả tim thả like nhiệt tình lên nha. Chào 52 bạn đang xem, bạn 52 bạn mỗi bạn cho chúng tôi xin một nút thả like thả tim đúng không ạ? Xin chào tất cả mọi người nha. Không biết là mọi người có nhận được thông báo không nhỉ? À có thông báo rồi. Nói chung là hôm nay bạn nào mà bỏ lỡ buổi like ngày hôm nay của Xúc Môn thì chắc chắn nó sẽ tiếc, bởi vì hôm nay nhá, thứ nhất là đầu like là sẽ có mini game để tặng quần áo không đồng tại là Xúc Môn, và thứ hai là đồ hôm nay lên like rất là nhiều hàng mới, rất là nhiều hàng hè cũng như hàng thu đông. Hàng mới về chiều nay nha, hôm tối nay bọn tớ lên like luôn với cái giá rất là rẻ nha. Nên là hy vọng các bạn hãy thả tim, thả like nhiệt tình, tag bạn bè và xem like. Và đặc biệt yêu quý Xúc Môn thì các bạn hãy chia sẻ cho chúng tớ nha, tag theo bạn bè và xem like nha. Bạn nào đang xem một like của Xúc Môn thì các bạn hãy cho chúng tớ xin một nút chấm bài được không ạ? Xin một nút chấm bài để chúng tớ xem bạn nào đang xem được like của chúng tớ. Và chúng tớ sẽ đợi mọi người vào đông đông, nhiều người xem, nhiều người chấm bài một chút thì chúng tớ sẽ lên hàng mới, và đặc biệt là sẽ tổ chức một cái mini game, nói chung là tương tâm vui một chút giữa shop với các bạn, để nói chung là mình thử may mắn một chút biết đâu các bạn không mất 1.000 nào mà các bạn có thể mua một sản phẩm bất kỳ tại shop mua với giá không đồng nhé. Nên là hy vọng các bạn hãy tương tác. Tính nhà hôm nay toàn đồ xinh thôi, mới về chưa chụp được ảnh, nên là hy vọng các bạn hãy hôm nay hãy nhiệt tình hết mình với shop nha các bạn. Chào bạn Nga Nguyễn nhà, chào bạn Mai Anh Bùi ạ, bạn chào bạn Đồng Thị Hạnh ạ, chào bạn Nga Nguyễn nhà, chào bạn Mộc Mí ạ, chào bạn Chanh Chua nhà. Toàn fan cứng đầu like luôn. Chào Đối Thị Minh Tâm ạ, thả tim thả like lên nha. Các theo bạn bè và bạn nào yêu quý Xúc Môn thì các bạn hãy cho chúng tôi xem một nút chia sẻ đầu tiên nha. Lát nữa mini game thì vẫn là phải chia sẻ 5 nút, nên là các bạn cứ chia sẻ dần. Trong cái lúc thời gian nha, chưa phổ biến mini game thì các bạn hãy chia sẻ dần. Nếu mà muốn tham gia mini game thì hãy chia sẻ dần nha. Hãy chia sẻ dần, không phải lát nữa tổ chức mini game thì các bạn mãi mê comment mà lại không chia sẻ thì đến lúc check mini game mà quay vào bạn nào comment đúng mà quay sang check mà các bạn chưa chia sẻ, nhiều bạn quên không chia sẻ thì rất là đáng tiếc nha. Nên là các bạn mà xác định tham gia mini game thì các bạn hãy chia sẻ dần lên nha. Và bây giờ nha, mọi người vào đông đông một chút thì tớ xin phổ biến một chút mini game nhá. Trước khi phổ biến mini game thì tớ sẽ có một cái chương trình vui một chút, đó là các bạn chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay nha. Nếu mà lên 150 bắt xem thì chúng tôi sẽ có 100.000 tiền mặt chuyển khoản tặng một bạn mà chia sẻ cái livestream này nhiều nhất cho Xúc Môn nha các bạn. Nên là đấy là một cái món quà riêng nha. Còn bây giờ sẽ tổ chức riêng biệt so với mini game nha các bạn. Còn mini game của ngày hôm nay nha, chào bạn Đồng Thị Hạnh nha, chào Kim Thảo nha, chào bạn Trâm Văn nha. Những bạn có đọc tên là comment đang hiển thị rất là tốt, nên là các bạn hãy tương tác nhiệt tình lên nha. Mini game của ngày hôm nay nha, đó là trên tay tôi đang cầm một tờ tiền 500k này. Các bạn hãy rất là chắc là các bạn đoán được rồi đúng không? Đó là các bạn hãy đoán hai số cuối mật, hai số cuối của series tờ tiền 500.000 tớ đang cầm trên tay là con số bao nhiêu nha. Rất nhiều bạn không cần phổ biến, chỉ cần dơ một tờ tiền 500.000 là các bạn đã nổ comment dần dần. Nói chung là rất là đơn giản, bằng cái cách đó là các bạn không cần phải chọn, không cần phải đoán xem đó là con số nào, mà ban đầu nói chung là mình thử may mắn bằng cách là mình thử cái thao tác của mình nhanh nhẹn, hoặc là mình thích con số nào mình comment con số đó, hoặc là mình cứ comment để không trượt con số nào thì các bạn hãy comment từ 00 cho đến 99 đúng không? 100 con số, lát nữa sẽ gợi ý, nói chung là đương nhiên là sẽ gợi ý cho bạn nào, cho đến ít nhất là 1-2 bạn có thể đoán được cái con số của ngày hôm nay nha. Bây giờ nhá, phổ biến lại một chút mini game của ngày hôm nay như sau nha. Các bạn hãy đoán hai số cuối của tờ tiền mà Hoa đang cầm trên tay là con số bao nhiêu nha. Và nhớ là đoán số và tặng và tắt tên ba người bạn vào xem like.
chia sẻ đủ 5 lượt, bao gồm 3 lượt trên trang cá nhân và 2 lượt trên các hội nhóm lớn nha. Sử dụng Facebook thật này, Facebook phải có sự tương tác nha, trên 200 người bạn nha các bạn. Phương Phương 87 này, 15, 12 đều chưa đúng nhé. Nói chung là các bạn hãy cứ comment nhiệt tình lên nha. Thấy comment của bạn nào đúng là tớ sẽ ghim luôn. Nên là các bạn hãy comment nhiệt tình và nhớ là phải tắt tên ba người bạn đã xem like nha. Đúng không? Đầu hai ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một cái mini game nhé các chị nhé. Mini game của em đó chính là đoán hai số cuối của tờ tiền 500.000 đang cầm trên tay đây ạ. Hai số cuối nhé các chị nhé. Sẽ bắt đầu từ 00 và kết thúc là 99 ạ. Đó, các chị hãy đoán số này, tăng thêm 3 người bạn ạ. Và chia sẻ 5 lần trên trang cá nhân nhé các chị nhé. 3 lần trên trang cá nhân và 2 lần trên hội nhóm ạ. Sau đó comment số nhé các chị nhé. Từ 00 đến 99 ạ. Một lát nữa thì em sẽ lên cái gợi ý đầu tiên để có hai con số này nhá. Đúng rồi ạ, các bạn cứ thả tim thả like nhiều. Nếu mà lúc nào tôi thấy thả tim thả like nhiều thì tôi sẽ cho một gợi ý thả tim thả like nhiều tiếp theo, lại cho một gợi ý cho đến khi là các bạn có thể đoán ra cái hai cái số của cái tờ tiền mà Hoa đang cầm trên tay là bao nhiêu thì tôi sẽ dừng gợi ý nha các bạn. Bây giờ các bạn có thích gợi ý thì thả tim thả like lên nha, gợi ý luôn nha, gợi ý luôn nha. Đây là một con số chẵn nha các bạn. Đây là một con số chẵn nha, loại trừ 50 số này ạ. Thì các bạn hãy comment 50 con số chẵn từ 00 cho đến 98 nha các bạn. Bây giờ mình ứng con nào thì mình hãy nổ luôn một con đấy ạ. Bây giờ nha, gợi ý đầu tiên đó là một con số chẵn nha. Bạn nào mà chưa chia sẻ thì hãy quay sang chia sẻ nha. Bởi vì những này trước để đoán ra một con số rất là khó ạ. Mà có rất nhiều bạn đoán đúng nhưng mà các bạn ấy lại không chia sẻ, rất là đáng tiếc đúng không? Một cái thao tác chia sẻ người ta không cần suy nghĩ gì mà mình lại bỏ qua. Mình lại bỏ qua mà trong khi cái thao tác mà cần phải suy nghĩ đó là đoán con số bao nhiêu thì các bạn ấy làm được thì đúng không? Thế là bây giờ nhá, bây giờ sẽ chuẩn bị gợi ý tiếp theo nhé. Thả tim thả like nhiệt tình lên mới gợi ý tiếp theo này. Gợi ý này thì chắc chắn là rất nhiều bạn sẽ đoán được, nên là các bạn hãy thả tim thả like để tớ sẽ có một gợi ý tiếp theo nha. Nên là các bạn hãy thả tim thả like nhiệt tình nha. Bạn nào chưa tag tên ba người bạn thì quay sang tag tên đi ạ. Bạn nào chưa chia sẻ đủ 5 lượt thì hãy chia sẻ đi ạ, bao gồm 3 lượt trên trang cá nhân và 2 lượt trên các hội nhóm chợ lớn nha. Không thì lát nữa mình nói chung là bắt đầu suy nghĩ ra đoán ra một con số đúng mà mình lại chưa chia sẻ thì rất là đáng tiếc đúng không? Bây giờ nha, bây giờ gợi ý tiếp theo. Gợi ý đầu tiên nó là một con số chẵn và tổng hai chữ số này bằng 10 nha các bạn. Tổng hai chữ số này là bằng 10 nhá, tớ không biết là con số bao nhiêu nên là các bạn hãy đoán đi nhá. Bây giờ chị xem số bao nhiêu, chị tổng bằng 10. Tớ xe luôn, tổng bằng 10 và đây một con số chẵn nha, rất là dễ luôn. Bây giờ tớ thấy comment của bạn nào nổ đúng thì tớ sẽ gợi ý nha. Tớ sẽ thấy comment của bạn nào đúng thì tớ sẽ ghim luôn nha các bạn. Tổng bằng 10 và đây là một con số chẵn nha. Trần Quỳnh Avatar con mèo đúng không? Ghim luôn này. Các bạn nổ comment thật lực lên. Bởi vì bây giờ vào nếu mà Trần Quỳnh chưa chia sẻ thì lập tức cái phần quà đấy, cái phần quà đó là một sản phẩm bất kỳ trên live của Sông Môn với giá 0 đồng sẽ chuyển cho người khác nha. Nên là các bạn hãy có chia sẻ không? Trần Quỳnh nhá, các bạn đợi vài giây chúng tôi sẽ check xem Trần Quỳnh chia sẻ được. Trần Quỳnh nhá, con số hai số cuối mà tờ tiền Hoa đang cầm trên tay có con số đó là 46 nha. Trần Quỳnh comment rất là nhanh và bạn đã comment đúng nha. Những bạn comment trước mà chúng tôi không nhìn thấy thì mong các bạn cũng thông cảm một chút nha. Cái này là do tương tác của Facebook và có khi là Facebook ảnh chúng tôi không nhìn thấy mà chúng tôi nhìn thấy bạn Trần Quỳnh đầu tiên. Đây là chúng tôi sẽ ghim Trần Quỳnh đầu tiên nha. Trần Quỳnh làm đúng thể lệ và đúng thao tác nên là chúng tôi sẽ gửi tặng bạn một món quà bất kỳ tại Sông Môn với giá là 0 đồng tới bạn nha. Và các bạn hãy tag thêm bạn bè, chia sẻ, thả like, thả tim vào để chúng tôi chuẩn bị vào tặng hàng mới. Rồi đặc biệt là lên 150 mắt xem là chúng tôi sẽ có 100k tiền mặt dành cho bạn nào mà chia sẻ cái live stream ngày hôm nay nhiều nhất nha. Nên là hy vọng các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đó là các bạn hãy tương tác nhiệt tình và thả tim, thả like nhiệt tình lên nha. Bây giờ nha, các bạn thích lên hàng gì thì các bạn để lại comment ở phía dưới nha. Thích lên mẫu nào thì để lại comment phía dưới nha. Chị ơi, nhà mình có mã quần bò baby nào không ạ? Tối màu ấy ạ, xanh đậm hoặc đen. Và đây ngày mai thì chúng tôi sẽ gửi mẫu riêng cho bạn nha. Còn buổi live ngày hôm nay thì chúng tôi lên quần không lên quần bò baby nha. Các bạn thả tin thả like lên nha. Tắt cho bạn bè xem like. Nói chung là càng nhiều lượt xem thì đương nhiên là cái mã những cái mã hàng không đồng lên càng nhiều nha các bạn. Đầu tiên nha,
đầu tiên sẽ lên một cái set áo blazer màu hoa đang mặc trên người luôn, và cũng là set canh mặt. Cái set này thì chúng tôi mới về hàng nhá, mới về hàng ngày hôm nay nha các bạn, mới về hàng ngày hôm nay nha. Đây, nói chung là trước khi để cái set này để chưa từng về hàng và chưa từng lên line, nên là tôi cũng sẽ giới thiệu kỹ càng một chút là cái set này cho các bạn nha. Set này thì chúng tôi sẽ có hai size, size S và size M. Size S thì dưới 50 cân và size M là dưới 60 cân nha. Set này sẽ bao gồm một chiếc chân váy sleeve như này nha các bạn. Sleeve này rất là đẹp đúng không? Đó, đây là một chiếc chân váy sleeve nha. Và phía sau chân váy này sẽ có khóa kéo nha các bạn, yên tâm là sẽ có size S và size M nha. Bạn nào muốn săn nguyên một set này dưới 200.000, có nghĩa là 1XX, thì các bạn hãy để lại like ngày hôm nay nha. Hãy ở lại like ngày hôm nay và thả tim khá là nhiệt tình, và lát nữa chúng tôi sẽ đọc mã và đọc giá của set đồ này nha. Trước khi đọc mã và đọc giá thì các bạn cho chúng tôi xin chút một thời gian để chúng tôi dỡ giới thiệu về cái sản phẩm chưa từng lên like của Sumo nha. Thứ nhất là chân váy nha, về chân váy đó là chân váy set ly, rất là đều, rất là đẹp và giá cả cao. Và chân váy này bên trong sẽ có quần, bên trong sẽ có một chiếc quần nên là các bạn cũng không sợ bị lộ, không sợ bị hở. Và tiếp theo là chiếc áo nha các bạn. Chiếc áo này nhá, thì có hai cúc ngang này, cúc của nó là cúc phối màu cùng với lại cùng cái tông màu với cái áo rất là xinh luôn. Và có đệm vai này, cái áo này rất là đẹp luôn. Cái áo này mới về rất, nói chung là sờ nhận hàng rất là ưng ý luôn nhá, rất là ưng ý. Đệm có đệm vai ở bên trong này. Và đặc biệt nhá, cái túi này là túi thật luôn, túi này là túi thật nha. Bạn nào muốn săn em này 1XX thì hãy thả tim thả like nhiệt tình lên nha, bởi vì chúng tôi chuẩn bị đọc mã đọc giá, chia sẻ nhiệt tình lên 150 bạn xem thì tặng ngay 100.000 tiền mặt cho bạn nào chia sẻ like nhiều nhất nha. Và đây là cái mã hàng đầu tiên của ngày hôm nay. Nói chung là mã này bạn nào chậm tay thì sẽ không có đơn, bởi vì nguyên một cái set đồ rất là, hôm nay chúng tôi lên like một cái giá như rẻ đi bán buôn luôn là 195.000 nguyên một chiếc, nguyên một set nha các bạn. Mã là V14 nha, V14 kèm màu và kèm số điện thoại. Thì hôm nay chúng tôi sẽ lên like với giá là 195.000. Các bạn yên tâm là nếu bình thường ở bên ngoài thị trường thì các bạn mua 195.000 thì các bạn chắc chỉ mua được một chiếc áo blazer như này thôi, bởi vì chất của nó rất là đẹp, có đệm vai nha, có đệm vai để cân vai, vuông vai nha các bạn. Và túi của nó là túi thật nha, và chất của nó rất là đẹp, các bạn nhìn thấy chưa, chất đẹp chưa. Và cái màu nha, cái màu xanh ngọc và cái màu bê này, màu nào cũng đẹp nha. Bây giờ bảng màu của cái mã V14 này nhá, hôm nay toàn hàng xinh thôi nên là bạn nào hôm nay mà online sớm thì rất là đáng tiếc nha. V14 chúng tôi sẽ có màu hoa mặc là màu bia, màu kinh mặc là màu xanh ngọc, và đây là màu nâu nha. V14 màu nâu này, màu nâu rất là xinh nha. Đây, chân váy đây nha các bạn, nguyên một set bao gồm cả áo và chân váy nha. V14 màu đen nha, V14 màu đen nha, size SM nha các bạn. Các bạn có lên mã kèm màu và số điện thoại nha. Và màu xanh canh mặc là màu xanh ngọc nha, màu hoa mặc là màu bia, nâu, đen và xanh ngọc nha. Đây là màu xanh ngọc nha, 195.000 nguyên một set nha các bạn. Cả một set đồ rất là xinh nha, chân set ly và có size đàng hoàng nha. V14 kèm màu và kèm số điện thoại nha các bạn. Bạn nào ưng thì nhớ phải comment thật nhanh, bởi vì cái set này chúng tôi về hàng nhưng mà chắc là sẽ không có nhiều hàng để các bạn có thể đợi lâu đâu nha. Nên bạn nào chốt cái set này thì hãy comment giúp shop mã là V14 nha các bạn. Đọc lại bảng màu V14 này, chúng tôi có màu của canh hoặc là màu xanh ngọc đó, màu hoa mặc là màu be, màu đen và màu nâu nha. Các bạn hãy thả tim thả like lên, bởi vì hôm nay toàn rất là nhiều học sinh nha. V14 nha các bạn, V14 nha. Bây giờ sẽ V14 nha. Bây giờ sẽ lên một mã tiếp theo đây. V14 nha các bạn, V14 kèm màu và kèm số điện thoại nha các bạn. Thả tim thả like nhiệt tình lên nhá. Cho em xem màu yếm jean đi, yếm màu lát nữa thì chúng tôi sẽ lên nha các bạn. Đợi một chút nha, hôm nay rất là nhiều mã nên là các bạn đợi một lát chúng tôi sẽ lên nha các bạn. 500 mấy công nhân nè. Bây giờ nha, bây giờ sẽ lên một cái màu sơn lách nha các bạn. Con này mặc hơn mà lên cho yếm mò đây nha, các bạn hỏi yếm mò đây nhá. Yếm mò lát nữa sẽ lên nha, yếm mò thì áo này lát nữa sẽ lên nha các bạn. Nói chung hôm nay toàn hàng xinh thôi. Hả? Đây nhá, bờ ra à, quên bỏ rồi. Đây nha các bạn, bây giờ sẽ lên cái áo liên sắp nhà liên này. Nói chung là trên thị trường rất là hot nha các bạn, nhưng mà hôm nay chúng tôi mới có hàng để lên like cho các bạn nhé. Nói chung là rất là rẻ cho một chiếc áo len sát lách như này nha các bạn. Len sát lách, len lưới sát lách, mã là V13 nha các bạn. Nói chung là các bạn chuẩn bị nổ cú phát của chiếc em len sát lách nhé, bởi vì giá tại live của Sumo nói chung là đảm bảo trên thị trường không sốt nào bán được nha các bạn, rất là rẻ nên là các bạn yên tâm chuẩn bị chốt đơn nha các bạn. V13 nha. Thôi đi vào đây đi, không được.
V13 nha các bạn. Đây là giá này. V13 đây nha. Áo len lưới sát nách nha. V13 nha, 89.000 chất của nó rất len lưới như này nha các bạn, rất len nha các bạn. Bạn nào chốt đơn thì comment giúp shop mã V13 kèm màu kèm số điện thoại nhé, 89.000 thôi. Hoa mặc gọi là màu xanh. Đây là màu đen và đây gọi là màu bia nha các bạn. Bia đen xanh nha các bạn. V13 kèm màu kèm số điện thoại nhé. 89.000 nhá. V13 áo đang mặc có mã là V13 nha các chị nhá. V13 có màu đang mặc là màu xanh này, màu đen này và màu be ạ. V13 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Giá là 89.000 đồng của các chị nhá. Chưa đến 100.000 mà các chị đã sở hữu một chiếc áo rất là xinh như này rồi ạ. Mặc đi chơi đi. Đó, đi chơi đi biển đi du lịch đều rất là đẹp ạ. 89 đi thôi, các chị nhá. Hôm nay có shop bò nha, hôm nay rất là nhiều hồn sinh shop bò, yếm bò, quần nói chung là rất là nhiều mã. Nên là các bạn hãy thả tim, thả like nhiệt tình và ở lại xem like nha. Hôm nay toàn hàng xinh thôi, bạn nào chốt áo len màu hoa đang mặc, áo len sát nách màu hoa đang mặc trên người thì các bạn hãy comment mã là V13 kèm màu và kèm số điện thoại nhá. 89.000 thôi, 89.000 thôi nha các bạn. Bạn nào chưa đơn thì phải comment nhanh tay nha, không là không có đơn đâu, bởi vì là hôm nay toàn hàng số lượng ít nha các bạn. Hôm nay số lượng rất là ít nên là bạn nào chốt đơn thì comment lên tay nha. Cái sóc nơ sườn màu hoa đang mặc trên người nha, chất vải nha. Đây là sóc vải và chất nó rất là dày dặn. Và đặc biệt cái sóc này nha, chúng tôi sẽ có túi ở bên sườn và cái xếp ly hai bên nhá, xếp ly hai bên. Và bên trong này sẽ có một cái móc và phía sau sẽ là cặp chun. Và quần sóc này nhá, sẽ có size trong dưới 60 cân. Dưới 60 cân nha các bạn. Và giá lên like hôm nay là 99.000. Chất rất là dày dặn, không hề mỏng một chút nào. Rất là dày luôn nha các bạn. Bạn nào chốt quần shop thì comment giúp shop là V22 nha. V22 dưới 65 cân chốt đơn được nha. 99.000. V22 kèm màu kèm số điện thoại nha. Nói chung là quần shop này nha, bạn nào chậm tay là sẽ không có đơn đâu. V22 kèm màu kèm số điện thoại. Chúng tôi có màu bia là màu hoa mặc, đây là màu nâu. Đây màu nâu rất là xinh và cả màu đen nha. Nói chung là dưới 65 cân chốt đơn được, bởi vì phía sau là cá phun rất là co giãn và đặc biệt là chất của nó rất là dày dặn luôn. Nên là bạn nào chốt đơn thì phải comment nhanh tay nha. V22 kèm màu và kèm số điện thoại 99.000 thôi ạ. Nói chung là cái form nó rất là đẹp. Cái áo len mà hoa đang mặc, len sát lách mà hoa đang mặc trên người nhá. Chất của nó rất là đẹp nha các bạn, nên các bạn yên tâm nha. Ở trên thị trường đang bán tầm khoảng 150, nhưng mà lên like chúng tôi chỉ bán lấy tương tác lấy 89.000 thôi nha các bạn. Dưới 62 cân chốt đơn vừa cái áo mà hoa đang mặc trên người nha. Áo thì các bạn comment là V13 89.000. Còn quần short thì comment là V22 99.000 nhá. Áo đang mặc có mã là V13 nha các chị nhá. V13 kèm màu kèm số điện thoại ạ, 89.000 đồng thôi ạ. V13 em có màu đang mặc là màu xanh này, màu đen này và màu be nha các chị nhá. V13 ạ, 89.000 đồng ạ. Còn quần em đang mặc thì có mã là V22 nha các chị nhá. V22 kèm màu kèm số điện thoại ạ, dưới 65 cân thì mặc thoải mái nha các chị nhá. Đây ạ, V22 là quần đang mặc này, màu em mặc là màu be này, màu đen này và màu nâu ạ, màu đen nha các chị nhá. Giá là 99.000 đồng thôi ạ. Đó, ở sườn nó có cái nơ đây này. Đó, rất là xinh ạ. 99.000 đồng thôi các chị nhá. V22 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Màu em đang mặc là màu be này, màu nâu này, màu đen nhá. Đó, là mã 2V22 ạ. Em có mã tiếp theo ạ. Qua mã tiếp theo nha các bạn. Hoặc là các bạn thích lên mã nào thì các bạn cứ để lại comment ở phía dưới nha. Quần áo rất đẹp luôn. Thôi cảm ơn bạn Phương Thảo nha. Nói chung hôm nay toàn hàng xinh thôi, nên là bạn nào mà không xem like mà bỏ lỡ cái buổi like ngày hôm nay rất là đáng tiếc nha. Bởi vì hôm nay rất là nhiều hàng xinh và đảm bảo là chơi cái like nào mà nhiều hàng đẹp và nhiều hàng rẻ như ngày hôm nay nha. Vừa đẹp vừa rẻ luôn. Nói chung là đầy đủ cái tiêu chí mà các bạn lựa chọn được nha các bạn. Lên yếm nhá, lên yếm và lên áo kẻ luôn nha. Quần V13 bao nhiêu cân vừa, V13 thì dưới 62 cân chốt đơn nha. Bây giờ tớ lên luôn cái áo kẻ thủy thủ này nha, và lên luôn yếm nha các bạn. Yếm thì gọi mặt dáng ý, lên cái áo kẻ này trước nha. Đây nha, cái viền xung quanh là phối may cái viền chỉ nổi lên như này nha các bạn. Các bạn hãy thả tim, thả like nhiệt tình nha, chia sẻ giúp xung môn ạ. Đăng xem mọi người và xem like và đặc biệt lên 150 mắt xem thì các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ có một món quà là 100.000 tiền mặt đánh cho bạn nào chia sẻ like nhiều nhất nha các bạn. Và đây nha, là một cái áo len kẻ, chất của nó là chất len. Các bạn nhìn thấy chất len không? Len rất là dày dặn, rất dơ cặn để các bạn có thể xem chất. Bởi vì nếu mà để diễn tả ra thì cũng không biết là diễn tả cái áo nó như thế nào để các bạn có thể hình dung ra. Nên là tôi cứ dơ cặn chất nhất có thể để các bạn có thể hình dung ra chất nha các bạn. Chất len co giãn và rất là dày dặn nha các bạn.
áo kẻ len kẻ thủy thủ nha. Bây giờ sẽ lên giá cái áo này luôn nha. Áo này thì like trước về hết luôn. Và bây giờ chúng tớ lại và về hết luôn. Và bây giờ chúng tớ lại vừa mới về hai chiều nay mà lên like luôn cho các bạn nha các bạn. Đây, áo len kẻ thủy thủ nhé. Nói chung là chất len có giãn dưới 60 cân thì các bạn có thể chốt đơn bình thường nhé. Dưới 60 cân chốt đơn vừa bình thường. Đây nha, dưới 60 cân các bạn có thể chốt cái áo thủy thủ này bình thường nhé. Độc mã áo kẻ này luôn nhé. Áo kẻ này rất là hot nên bạn nào chốt đơn thì comment nhanh tay nha. Bởi vì tớ còn chưa chụp nguyên được bảng màu của em áo kẻ này để đăng cho các bạn nha. Bởi vì sao? Bởi vì về lên like hết luôn nên là không thể đăng được cho các bạn. Nên là các bạn cũng thông cảm. Và chốt đơn thì trên like thì bao giờ giá nó cũng rẻ nhất. Các bạn đừng thắc mắc là tại sao giá hiện nay rẻ nhất. Bởi vì tại sao? Bởi vì bạn lấy tương tác là một này. Các bạn tương tác thì mới chốt được đơn nhé. Thả tin thả like và chia sẻ mới chốt được đơn cái giá trên like. Bởi vì giá trên like là giá bán như là bán sỉ, bán gần như là chỉ được vài nghìn trên một sản phẩm thôi nha các bạn. Tiếp theo nha, đây là mã áo kẻ này. Áo len kẻ 99.000 nha. 99.000 áo kẻ ngang thủy thủ, mã là V11 nha. V11 hãy comment nhanh tay nha. Đọc màu này, V11 comment nhanh tay, không là không có đơn đâu. V11 hoa mặc là màu xanh biển nha các bạn. Đây nha, V11 màu xanh biển nha. V11 màu bia này. V11 màu trắng này. V11 màu đỏ này. Và V11 màu xanh lá nha. 100 bạn đang xem, mỗi bạn chúng ta xin một nút thả tim hoặc một nút thả like nha. Cố gắng tương tác lên 150 bạn xem và chúng tôi sẽ có 100.000 tiền mặt dành cho các bạn chia sẻ like nhiều nhất nha. Còn bạn nào chốt áo hoa đang mặc nha. Chất của nó là chất len, nói chung là thời tiết này mặc được, cũng mặc được rồi. Bởi vì là nó cũng thoáng nha các bạn. Nhưng mà chất rất là dày dặn thoải mái nha các bạn. Co giãn thoải mái, chốt đơn dưới 60 cân nha. V11 kèm màu và kèm số điện thoại 99.000 duy nhất ở trên like ngày hôm nay. Chậm tay là không có đơn, không tương tác là không chốt được cái giá 99.000 đâu nha. Đảm bảo không shop nào bán rẻ như shop mua nha các bạn. Các bạn có thể khảo giá thoải mái, nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái. Nếu mà không đúng mẫu, không đúng màu mà không đúng như những gì chúng tôi nói thì các bạn hoàn lại đơn cho shop mua nha các bạn. Và đặc biệt nhá, thấy ở đâu bán rẻ hơn vẫn hoàn lại đơn mình thường cho shop mua nha. V11 nha. Khoa đọc lại bằng màu chị phát. Áo nam mặc của mã là V11 nha các chị nhá. Màu em mặc là màu xanh biển này, màu xanh lá này, màu đỏ này, màu trắng này và màu be nha các chị nhá. Giá chỉ có là 99.000 đồng trên line ngày hôm nay thôi ạ. V11 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Em đọc lại bảng màu một lần nữa. Màu đang mặc là màu xanh biển này, màu xanh lá này, màu đỏ này, màu trắng này và màu be nha các chị nhá. Ai lấy áo này thì comment thật nhanh cho em mã là V11 ạ, kèm số điện thoại, kèm màu nha các chị nhá. Áo này rất nhanh hết ạ. Vậy các chị lấy thì các chị phải comment thật nhanh. Là V11 nha các chị nhá. V11 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Giá là 99.000 đồng thôi ạ. V11 em có màu xanh biển này, xanh lá này, đỏ này, trắng và be nhá. V11 ạ. V11 các bạn chốt đơn rất là nhiều nha. Ngày hôm nay chúng tôi về hàng rất là nhiều nên bạn nào comment càng sớm càng tốt thì mới chốt được cái giá đó là 99.000 nha. Nhớ là chốt đơn like thì hãy thả tim thả like và cho chúng tôi xin một nút chia sẻ để chốt được giá like cho dễ nha các bạn. Nói chung là để mình không bị ẩn tương tác giữa shop moon thì các bạn hãy bật thông báo lên nha. Để khi nào chúng tôi like ấy, thì sẽ có thông báo đến các bạn là shop moon này để các bạn không bỏ lỡ những cái buổi like của shop moon nha. Bây giờ sẽ lên mã yếm mà Hoa đang mặc trên người luôn. Cái mã yếm này thì phải nói là rất là đẹp, siêu đẹp luôn nhá. Đây bạn ơi, đây nhá, giới thiệu với cái yếm này nhá. Bởi vì là để đến xong rồi rất sửa xong đây nhá, yếm nha các bạn, yếm mà Hoa đang mặc trên người nha các bạn. Yếm này thì cũng mới về nhá. Đây, chất của nó là chất bò nhá, bò rất là dày dặn và bò chuẩn, không phải những cái bò mà bò cắt lại nhá, chuẩn hàng Quảng Châu nha các bạn. Đây nha các bạn, nó có cái nút này, nút ở đây này, để các bạn có thể điều chỉnh tùy theo chiều cao của mình. Các bạn cao hơn một chút thì các bạn kéo cái dây này xuống phía dưới này nha. Thì cái dây này nó tự động nó sẽ dài lên, thì các bạn có thể cao hơn thì các bạn có thể mặc được nha. Và sẽ có cái dây thắt ở eo, có cái dây thắt ở eo này này. Cái dây thắt ở eo này các bạn có điều chỉnh theo vòng eo, hoặc bạn là thích mặc xuông thì các bạn phải rút ra nhá. Có quần, có túi ở phía trước, có túi ở phía trước nha, có túi ở phía trước và túi ở phía sau nha các bạn. Đây là cái bò nhá, đây ở phía sau nha các bạn. Có trung tâm yếm màu này thì chúng tôi sẽ có hai màu nha, màu hoa mặc gọi là màu đậm, màu này gọi là màu nhạt. Nói chung hai màu này sẽ không chênh nhau nhiều nha. Bạn nào chốt cái yếm bò này nha thì comment nhanh này, comment nhanh nha, bởi vì mỗi màu số lượng không có nhiều đâu. Chất bò rất là dày dặn nha và chuẩn hàng Quảng Châu, không phải là hàng cắt, không phải là hàng rẻ, nên là các bạn cứ yên tâm nha. Dưới 62 cân chốt đơn bình thường, dưới 62 cân vừa nhỉ, dưới 62 cân chốt đơn nha các bạn. Quần yếm bò à,
quần yếm sóc rút dây này. Nó là quần nha các bạn, và có dây rút nha các bạn. Mã là V16 nha. V16 kèm màu và kèm số điện thoại nha. 165.000 trên like nha. 165.000 trên like, nhưng các bạn yên tâm là ngoài thị trường người ta đang bán yếm này 300, hơn 300 nha. Bởi vì cái yếm màu này nó thực sự rất đẹp nha, rất đẹp. Nói chung là không thể tả được cái độ đẹp của chiếc yếm này nha các bạn. V16 nha, 165.000, các bạn nhận hàng kiểm tra thoải mái trước khi nhận mà. Nên là không ai cấm các bạn kiểm hàng đâu, nên là các bạn cứ kiểm hàng thoải mái nha. V16 kèm màu và kèm số điện thoại 165.000. Hoa mặt là xanh đậm và bên cạnh là màu xanh nhạt các bạn. Nói chung là không chênh nhau nhiều đâu. Nên là bạn nào thích màu nào thì đặt màu đó nha. Cái màu xanh đậm nó gọi là hơi bụi bụi một chút nha các bạn. Nó kiểu như là màu xanh xước xước một chút nha các bạn. V16 xanh đậm và xanh nhạt nha. 165.000 nha. Bạn nào cho đơn thì hãy comment ngay tay nha. Nói chung là màu trên like là màu chuẩn đấy. V16 các bạn ấy chốt rất là nhiều, kiểu Diễm Thu, Phạm Lê, Gia Khánh, nói chung là Quỳnh Tú Trinh. Nói chung là bạn nào cho đơn thì comment nhanh tay nha, không là nói chung là ngày hôm nay bỏ lỡ một mã nào rất là đáng tiếc nhá. Trọng tay một chút là rất là đáng tiếc. V16 nha, hoa mặc là màu đậm và bên tay đang cầm là màu nhạt nha. Đậm và nhạt thì không chênh nhau nhiều, nên là bạn nào cho đơn thì hãy comment V16 nhá. Mẫu bao nhiêu cân và cao lặng bao nhiêu? Hoa thì cao 1m6, nặng 47 cân nha các bạn. 1m6, 47 cân nha. Nói chung là màu mới của Sông Môn, nên là các bạn hãy thả tim, thả like thật nhiều cho bạn ấy nhá. Và bây giờ sẽ qua mã tiếp theo nha. Áo mẫu mặc bao nhiêu? Trong lúc có hoa thay đồ thì tớ sẽ mặc áo gì đấy? Các bạn hỏi áo hoa mặc nha, đây là áo hoa mặc gì, đây là áo hoa mặc nha, áo kẻ, kỳ thủ V11 nha các bạn, áo hoa mặc là V11 nha các bạn, 99.000 nha. Áo này ban nãy có lên rồi và các bạn đặt rất là nhiều, sợ là không còn hàng nha, nhưng mà các bạn comment nha. V11 kèm màu và kèm số điện thoại nha, 99.000 trên like, lấy lỡ số bán rất là nhiều. V11 nhá, 99.000, nói chung là 99.000, không ai nghĩ là sẽ mua được một cái áo đẹp như thế này, nên là các bạn yên tâm nhé. Không shop nào bán, và đặc biệt là không ở đâu có chiếc áo như này và giá 99.000. Đảm bảo với các bạn nhé, các bạn mua ở đâu rẻ hơn hoàn toàn đâu cho chúng tôi bình thường nhé. V11 nhé, bảng màu thì phía sau là màu xanh lá này. Đây là V11 màu trắng này. Đây là V11 màu đỏ. V11 màu bia nha. Màu bia này các bạn mix với đồ màu nâu nha. Và V11 màu xanh biển nha. V11 màu, chúng tôi có màu xanh biển nha. Bạn nào chốt cái mã này là 99.000 thì phải comment nhanh tay nha, bởi vì ban nãy các bạn ấy đặt rất là nhiều rồi, không là sẽ hết hàng nha các bạn. Bây giờ sẽ lên quần shop nha các bạn. Hỏi quần shop bò, lên quần shop bò lên áo không, và rất là nhiều mã nha. Nên là các bạn ở lại xem live ngày hôm nay, chắc chắn là các bạn sẽ chốt được đồ nhé. Đây là V11 màu xanh biển nhé. V11 xanh biển nha, 99.000. Bạn ấy chụp cái yếm vào cái áo này đi. V11 nha. Bây giờ sẽ lên cái để lên bấm xong luôn nha. Lên áo không á? Lên áo không á? Lên áo không trước ạ. Hay là lên xong trước. Lên xong trước thì buông ra. Em lên một mã quần shop bò nhé các chị nhé. Đây ạ, cái dáng quần nó sẽ như thế này nhé các chị nhé. Đây ạ, ở đằng trước nó sẽ có hai cái cúc như thế này ạ. Bên dưới nó có một rách, rách một chút này, trông rất là xinh ạ. Cúc này phải tầm gần 10 phân. Đó, em lên mã shop bò đây này. Có hai màu nhé các chị, màu của em đang mặc thì là màu xanh đậm này. Còn màu em cầm này thì nhạt hơn một chút nhé. Chị nào lấy quần này thì lên cho em mã là quần sau bò nha các bạn. Dáng quần là dáng cặp cam, thế chúng tôi đủ 3 size SML nha các bạn. Quần sau bò, sau bò cũng lệch mã là V23 nha, 99.000 nha. 99.000. Nói chung là nghe nhiều khi cũng phải xem đi xem lại xem có phải mình bán sai giá hay không nha. Quần sau bò là V23 nha các bạn. V23 chúng tôi có size S, size M và size L, và đặc biệt nhá, duy nhất trên line ngày hôm nay, tri ân ngày trên line ngày hôm nay đó là 99.000 nhá. Chúng tôi sẽ có có hai màu nha các bạn, đó là màu xanh đậm và màu xanh nhạt nhá. Hoa đang mặc là màu xanh đậm nha các bạn, xanh đậm và xanh nhạt nha các bạn. Này tớ dơ cận chất chưa áo đây nhá. Hai cái cúc này nó là hai cái cúc chéo nhau nha các bạn. Nói chung là còn bò mới nguyên nên là chưa cắt khuyết nha các bạn. Hai cúc chéo nhau nha. Đây là phía sau nha, chuẩn tang mai nha.
túi không phải là chưa cắt, túi này là túi thật chưa cắt, túi là túi thật nha các bạn. Các bạn về các bạn rạch cái phần sườn này ra, nó là túi thật nha các bạn. Xong bò này nhá, hôm nay bạn nào cho tôi ở trên này chúng tôi có màu xanh đậm, màu hoa mặc và đây là màu xanh nhạt nha. Giá là 99.000, mã là V23 nha. V23 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại nha. SML nha các bạn. V23 xanh đậm và V23 màu xanh nhạt. 99.000 trên line nha. Size SL tầm 62-64, size ML 68-66-68 nha. Còn size L là L tầm khoảng 70 nha các bạn. Dưới 60 cân thì chốt đơn nha. Và giá là chỉ có 99.000 thôi. Tắt line sẽ không có giá line đâu. Nói chung là bạn nào cho đơn thì cho mẹ con nhanh tay nha. Và quần bò là chất của nó rất là dày dặn nên là các bạn yên tâm nha. Nói chung là chất cái quần bò này rất là đẹp nên các bạn yên tâm nha. Dáng cao cao nha, mặc cái quần bò này nói chung là hay dáng nha các bạn. Dáng cao cao và chất rất là dày nha các bạn. Thả tim thả like nhiệt tình lên nha. V23 nha các bạn. Bây giờ sẽ vẫn sang một mã tiếp theo nha. Lên áo phông luôn nha, lên áo phông luôn. Và các bạn thích lên mã nào thì các bạn hãy để lại comment ở phía dưới nhá. Thích lên đồ nào thì để lại comment phản phía dưới nhá. Một chiếc áo phông in chữ nhá, cái chữ này cho vào máy giặt quay thoải mái không bao giờ bong. Nói chung là 235 không bị bong nha, và rất rất là mát nha các bạn. Phông gì nhỉ? Phông không ạ. Chết rồi. Không có bông phông đấy đâu. Áo phông nha, áo phông các bạn comment là V29 nha. V29 nha, 124.000 nha các bạn. V29 124.000 nha. Hoa mặc là V29 màu trắng này, chúng tôi có màu đen này, màu hồng và màu xanh nha. V29 nha, V29 này. 124.000 nha. Áo đang mặc của mã là V29 nhá các chị nhá. V29 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Em đọc lại bảng màu ạ. Màu đang mặc là màu trắng này, màu xanh này, màu hồng này, màu đen nhá các chị nhá. Giá là 124.000 ạ. Mã là V29 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Đó các chị có thể mặc sơ vin em này được, hoàn thả ra dáng giống quần đều rất là đẹp ạ. Cái giá này sẽ tầm khoảng dưới 60 cân thì các bạn đều có thể chốt đơn nha. V29 buông ra nha các bạn, rất thì bao mát, bao mềm nha. Nói chung là 124.000 các bạn nhận hàng nó sẽ chuẩn như một chiếc áo phông, mà ngoài thị trường nó bán trên 200.000 nên là các bạn yên tâm nhé. Bởi vì phông rất là đẹp nha các bạn. Nên là các bạn hoặc là các bạn thích lên mã nào thì các bạn để lại comment ở phía dưới nha. Bây giờ chúng tôi sẽ qua một mã tiếp theo nha. Mẫu cao bao nhiêu và bao nhiêu cân? Bạn ấy mặc cái gì tiếp theo này? Em cao 1m6 và nặng 47 cân nhé chị nhé. Hoa cao 1m6 nặng 47 cân nha các bạn. Các bạn thích lên mã nào thì để lại comment phía dưới nha. Thả tim thả like nhiệt tình lên nha. 1m6 60 cân. 1m6 47 cân. Chân trắng cái gì? Đấy. Thế lại em mặc cái gì? Không. Mặc màu xanh biển này. Đưa màu màu đây. Bây giờ sẽ lên cái mã sơ mi thủy thủ với nhá. Cái mã này các bạn hỏi rất là nhiều này. Chúng tôi sẽ lên cái mã này luôn nha các bạn. Nói chung là trên thị trường thì hiện tại đang có cái hàng may nhái cái mẫu này nha các bạn. Nói chung là may nhái mẫu này thì các bạn yên tâm là chất của nó không còn mềm như thế này, và cái lô này không bao giờ bị nhiễm này, cái lô nó rất là xoáy toàn các bạn. Và các bạn yên tâm nhé, cái mác này thì đúng là chuẩn hàng nói sâu lên là các bạn yên tâm. Và cái mã áo chủ thủ nha các bạn, thả tim thả like nhiệt tình lên nha. Bởi vì hôm nay rất là nhiều học sinh ở phía sau nha. Nói chung là rất là nhiều học sinh ở phía sau, quần sau rất là nhiều. Yếm vẫn còn nha các bạn, yếm này có mã mới còn chưa lên nha, chưa lên ảnh luôn. Có set len kìa, cho một khi là nó vừa. Nói chung là cái set blazer ở phía sau, nói chung hôm nay toàn hàng mới rồi. Đây nhá, cho các bạn vài mẫu hàng mới nhá, cái set này nhá. Set này rất là hot nhá. Eo mà. Đây nhá, set áo này rất là hot nha các bạn. Vừa nó về hàng rất là nhiều hàng nên là các bạn hãy ở lại xem mai nhá. Chắc chắn là ngày hôm nay các bạn sẽ săn được rất là nhiều đồ ở trên mai nha các bạn. Đây, sơ mi thủy thủ này nhá, rất là hot. Và bây giờ sẽ lên giá để các bạn có thể xem cái giá áo sơ mi thủy thủ nhá. Nói chung là những cái mã này các bạn xong thì phải đặt hàng nhanh tay, không là không có hàng đâu nha. Bởi vì cái chất này nha, nói chung là cái hàng may nhái lại thì các bạn yên tâm là bảng màu của nó không bao giờ nhiều màu như thế này là một này. Và chất của nó không bao giờ là chất bụi hoa như này nha các bạn. Và tớ đọc bọc mã của chiếc sơ mi thủy thủ, mã là gì cả?
V8 nhá. V8 thì là lên dáng luôn. V8. V8 nha các bạn. Đây, V8 mặc vuông nhá. Đây là dáng vuông nhá. Nói chung là chuẩn hàng Quảng Châu nhá. Nói chung cái mã này các bạn mặc vuông rất là xinh. Dưới sau 2 cân thì các bạn phải để cho đơn cái mã V8 này nhá. V8 kèm màu nhập số điện thoại giá lên like ngày hôm nay đó là 149.000. Hoặc là các bạn có thể mix hoặc sơ vin, hoặc là mix quần short, quần dài đều được nha. Nói chung là mặc vuông như này cũng rất là xinh đúng không? V8 kèm màu nhập số điện thoại nhá, 149.000. Hoa đang mặc thì các bạn comment là V8 khăn xanh biển, V8 khăn xanh lá này, V8 màu bia này, V8 khăn nâu này, V8 xanh lá này và V8 xanh ngọc nha. Khăn xanh lá. Khăn xanh lá và xanh lá. Các bạn nghe rõ tôi đọc mã chưa ạ? V8 nha các bạn. V8 nha, tôi đọc lại màu V8 này các bạn đặt chốt đúng đơn của mình nha. 149.000 trên like này. V8 đây là màu xanh ngọc nha các bạn. V8 xanh ngọc đây nha, đây là phía sau áo này. V8 màu xanh lá này, V8 khăn lâu này, V8 màu bia này, V8 khăn xanh lá này và V8 khăn xanh biển nha. Đây là màu, các bạn đừng nhầm nhé, đây là màu xanh lá và đây là khăn xanh lá nhé. 149.000 trên like nha, một chiếc áo sơ mi rất là xinh nha. Nói chung là áo này sơ mi mà rất là xinh nha. Dưới 60-62 cân chốt đơn bình thường nha các bạn. V8 kèm màu và kèm số điện thoại nha các bạn. Bây giờ nhá, bây giờ sẽ có bạn nào thích lên chân váy tennis không? Bởi vì là hôm nay vừa về mà đủ màu, tớ sẽ lên luôn nha các bạn. Chân váy tennis này. Cho em hỏi shop có phải ở Hà Nội không? Đúng rồi bạn ơi. Chúng tôi ở 194 Bạch Mai nha các bạn. Nhưng mà đơn thì sẽ gửi từ Bắc Giang đi nha. Đơn thì sẽ gửi từ Bắc Giang đi. Nên là các bạn thấy đơn mà ở kho Bắc Giang đi thì địa chỉ Bắc Giang thì các bạn vẫn nhận hàng bình thường nha. Còn địa chỉ cửa hàng các bạn có thể qua xem hàng và thử hàng, đó là 194 Bạch Mai Hà Nội nha các bạn. Len mong ghi chưa chị? Hôm nay chúng tôi có mấy mã len đấy nha các bạn. Xem lại V29, các bạn thích len mã nào? V29 là cái gì nhỉ? Áo phông à? Áo phông lát nữa thì cuối này chúng tôi sẽ lên lại nha các bạn. Còn bây giờ chúng tôi sẽ qua hàng mới nha. Còn bây giờ sẽ lên chân váy tennis nha. Áo kiểu đi shop, áo không đi gym mát nữa nha. Bây giờ sẽ qua cái mã chân váy mà hoa đang mặc trên người là V30 nha. V30 nha, chân váy tennis nha. Nói chung là chuẩn hàng loại một, chất mùi rất là mềm và rất là mát nha. Nói chung là hàng nói chung là hàng loại 2 thì không có màu bia này đâu và cũng không có màu xanh kia đâu, nên là các bạn yên tâm nha. Chuẩn hàng loại 1 và có quần ở bên trong nhá. Có quần ở bên trong và làm xuất chân váy thì chúng tôi sẽ có size S và size M nhá. Size M eo dưới 70 nhá. Còn size S eo dưới 65 nhá. V30 nha các bạn, V30 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại nha. 109.000 trên like ngày hôm nay nha các bạn. V30 thì chúng tôi sẽ có màu xanh biển này, màu đen, màu trắng và màu bia nha. Chân váy em đang mặc là chân váy tennis này, có mã là V30 nha các chị nhá. V30 em đọc lại bằng màu, màu em đang mặc là màu xanh biển này, màu be này, màu trắng này và màu đen nhá. Chân váy này thì em sẽ có là size S và size M các chị nhá. Size S thì khoảng eo là từ 62 đến 64 này, còn size M thì khoảng từ 66 đến 68 nhá các chị nhá. Size S và size M các chị lấy chân váy thì lên cho em mã là V30 này, V30 kèm màu kèm size ạ. Giá là 109.000 đồng trên like nha các chị nhá. Em đọc lại bằng màu này, màu xanh biển này, màu be này, màu trắng này và màu đen nhá. V2 à V30 ạ. V30 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 109.000 nha các bạn nhá. Có quần yếm dài nha bạn, có yếm bò nhá. Quần yếm dài thì các cô. Bây giờ sẽ áo bò. Áo bò. Bò. Được, bạn đây đừng luôn. Bảo đừng bắt cái đấy nha. Nhưng mà tại tranh phủ mà ấy, nhưng mà tại chỗ bây giờ nhé, trong lúc mà Hoa đi thay đồ thì tớ sẽ lên một cái mã bờ ra nhé. Một cái áo bờ ra mới nha các bạn. Nói chung là bờ ra chuẩn hàng Quảng Châu nha các bạn. Áo rất là đẹp nha các bạn. Nói chung là một kiểu dáng bờ ra lạ nhất từ trước đến nay nha các bạn. Em eo này bụng chị ăn tối cũng rất xé đây thì mở. Ép. Chị
ăn tối. Bây giờ sẽ lên mấy mã sơ mi rất là xinh nha các bạn. Lên mấy mã sơ mi rất là xinh nha. Nói chung là khi nhận hàng một chiếc bò ra thì các bạn sẽ nhận nguyên một chiếc túi như này nha. Một chiếc túi zip rất là xinh và cái bò ra này là chuẩn hàng Quảng Châu nha. Đó, một chiếc túi zip như này. Không nên được thay mờ. Không nên được. Thấy chưa chị bảo không nên được. Đấy ăn đấy. Đây nhá, một chiếc bò la này nhá. Chất của nó là chất tâm như này, các bạn nhìn thấy chưa? Bên trong có đệm, đệm này đậm, nói chung là nó rất là thấm hút mồ hôi lên, các bạn yên tâm nhá. Đặc biệt là cái áo này sẽ có cái bản dây ở phía sau là như thế này. Nói chung áo này rất là đẹp, đẹp cực luôn. Hôm nay mới có hàng nha các bạn. Nó rất là co giãn nhá, rất là co giãn và rất là mút ngực. Nói chung là các bạn không phải mặc áo trong đâu, bởi vì bản chất của nó đã có đệm này nha các bạn. Đó, đây nha, đọc bảng màu của áo bờ la này nhá. Áo mã là V18 nha các bạn. Áo hay dây đệm 65.000 ở trên line nhé. Nói chung là mã này gọi là bán lấy tương tác thôi. Đây là bạn nào chốt đơn thì comment giúp shop mã V18 nhé. V18 kèm màu và kèm số điện thoại nhé. Cái mã này vừa mới về nên là bạn nào chốt đơn thì comment lên tay mã V18 nhé. 65.000 chuẩn hàng Quảng Châu và chất rất là đẹp. V18 thì các bạn comment màu này là màu kẻ trắng nhé. Bia nha. Đen nha, đây là đen này, đen này cũng rất là dễ mặc này. Kẻ đen này. Và có màu xanh nữa này. Xanh biển này. Hết màu rồi nhỉ? Hết màu rồi đúng không? Nói chung là khi nhận hàng thì sẽ biển lên. Nói chung là hàng Quảng Châu, những cái mã áo hay dây của họ hay rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy chất tâm chưa? Chất rất là xinh luôn nha. Nói chung là chuẩn bị lên những cái mã sơ mi mới rất là xinh lên. Các bạn hãy thật kinh thẳng ai nhiệt tình lên cho sơ mi nha. Nói chung là ngày hôm nay bạn nào bạn nào hôm nay mà online sớm thì rất là đáng tiếc đấy ạ. Bạn nào chốt áo bờ ra này thì comment giúp shop là mã V18 nha. V18 65.000 nha. V18 màu xanh này, V18 màu đen này, V18 kẻ đen này, V18 kẻ trắng này và V18 màu bia nha. Nói chung cái mã này rất là xinh và các bạn không cần mặc áo ở bên trong đâu. Nó sẽ lưng ngực đến tầm ngang người nha các bạn. Hoặc là mặc những cái này với lại những chiếc quần cao cao lên nhé. Bây giờ sẽ lên áo sơ mi nhé. Mai chị trả lại cho. Lên mã sơ mi rất là xinh nha. Thấy đồ xinh thì phải đặt tim đã like lên nha các bạn. Nói chung là sơ mi bỏ cái hàng sơ mi khó đấy. Tặng nhé, tặng một cái áo này sẽ tặng một cái cài chấm mặt nhé, chấm nheo. Đây nha các bạn, một mã sơ mi tơ nhưng rất là xinh nha các bạn. Áo này xinh cực luôn, vừa mới về. Tơ hai lớp nha các bạn, bên trong nó sẽ có một cái lớp lông rất là thấm hút mồ hôi. Cái lớp lông này rất là đẹp nha các bạn. Và phối viền đen xung quanh nha. Và áo này sẽ có lớp hai lớp mèo V như này. Nói chung áo dáng cổ tim này bạn làm được. Quần áo đẹp lắm shop mai mổ ủng hộ shop vài bộ đi bạn. Đây nha, áo sơ mi tơ nha các bạn. Đã tìm thả lại nhiệt tình lên nha các bạn ơi. V18 xếp vest xanh canh mặc là 195.000 nha. Thì các bạn hãy comment là V14 nha, bạn nào lấy set canh mặc thì comment là V14 nhé, 195.000 nguyên set nhé, có size SM nhé. Còn cái chiếc sơ mi tơ này nha, bạn nào chốt đơn thì comment nhanh tay cả, tôi chuẩn bị đọc mã và đọc giá nhé. Bạn nào chốt đơn thì phải comment nhanh tay nha, áo sơ mi tơ cổ nơ đen đúng không? 159.000 size SM mà vã, mã là V5 nha các bạn. Áo sơ mi hoa mặc có mã là V5 nha các bạn. V5 V5 nha các bạn. V5 nha các bạn. Bạn nào chốt áo hoa đang mặc thì comment V5. Chúng tôi có màu trắng và có màu bia nha. Và size áo này có size đàng hoàng luôn nha. Có size S và size M nha. Size S tầm dưới 50 cân và size M tầm dưới 60 cân nha. V5 nha. V5 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại nha các bạn. Thì các bạn sẽ chốt được cái giá đó là 159.000 nha. V5 nha các bạn. Hoa mặc màu trắng và trên tay đang cầm là màu đen này các bạn. V5 nha. V5 nha các bạn. Và áo này sẽ có hai lớp, các bạn nhìn thấy cái lớp lót ở bên trong chưa? À có một cái lớp lót nó may lưng lửng một chút ở bên trong, nhưng chất tơ rất là mềm. Nói chung áo này đẹp cực nên là bạn nào chốt đơn thì hãy comment lên tay nha. Đây là màu bia này.
và Hoa đang mặc là màu trắng nhỉ, V5 nha các bạn. Mã sơ mi mới rất là xinh, chậm tay thì sẽ không có đơn đâu. V5 này rất là xinh luôn. Các bạn có thể mặc đi làm này, mặc đi đám cưới này, rồi mặc đi chơi này, mặc có mặc đi đâu cũng được nha các bạn. V5 size S hoặc size M và có màu. Đây nha, là lên một cái mã sơ mi đỉnh của đỉnh luôn. Có cả kèm áo dây. Đây nha các bạn thấy cái mã này xinh chưa? Bởi vì bây giờ nhá, chuẩn bị sang mùa thu rồi, chuẩn bị đến cái mùa cưới rồi, các bạn mặc đi đám cưới rất là nhiều, hoặc là đi làm ấy, đi làm mình mặc cũng được, hoặc là đi đám cưới rất là nhiều nhá. Chắc các bạn cho các bạn một chiếc áo ren này nhá. Áo ren này nhá thì sẽ đi kèm một chiếc áo hai dây rời bên trong. Bên trong sẽ có một chiếc áo hai dây rời như này này. Đó, hai dây này rời hẳn ra nhá. Rời hẳn ra nha các bạn, áo hai dây bên trong là rời hẳn nhá. Đây, một chiếc áo sơ mi gọi là đỉnh của đỉnh luôn nhá. Đây, cái ren của nó đây. May cái vải của nó là nổi hẳn lên như này nhá. Ren và cúc ngọc các bạn, nhiều lớp ren nhọn, nhiều lớp ren, rất là nhiều lớp ren nhá. Áo này nhá, chúng tôi sẽ có size SM và có màu bia và màu trắng nhá. Bạn nào chốt áo sơ mi này thì comment giúp shop mã V7 nhá. V7 nha các bạn đợi một chút em qua lên giá cho các bạn nhá. V7 nhá. Kèm màu, kèm số điện thoại đi đấy chị. V7 kèm màu, kèm số điện thoại nhá. Các bạn đợi một chút cái áo này nó mặc hai lớp ấy, nên nó rất là kỳ công, nên nó sẽ tốn một chút nhé. V7 nha các bạn. Đây nha các bạn, áo này sẽ đi kèm một chiếc áo hai dây ở bên trong nha các bạn, đi kèm một chiếc áo hai dây ở bên trong. Bạn nào chốt áo này thì comment giúp shop mã là V7 nhé, 185.000. Chưa từng có một chiếc áo nào mà lên live tận 185.000 thì các bạn biết độ đẹp của chiếc áo này nhé. Mặc dù rất là bồng bềnh, rất là công chúa, mặc đi làm, mặc đi chơi, hoặc là có thể mặc đi đám cưới. Các bạn mix lại chiếc chân váy dài màu sáng sáng một chút nha, nó lên đồ, lên một chiếc đồ rất là xinh nha. Bạn nào chốt áo này nhé. Đó ạ. Bạn nào chốt áo này thì comment giúp shop mã là V7 nhé. V7 thì chúng tôi sẽ có hai size, nói chung những cái hàng sơ mi đẹp như này thì đương nhiên là có size để các bạn phải lựa chọn rồi. Dưới lớp nám vẫn cho đơn nha. Size S và size M nha. Size S và size M mã là V7 nhé. V7 màu bia hoặc V7 màu trắng. S và M nha các bạn. 185.000 nhé. Nói chung cái mã này gọi là rất là đẹp luôn nha các bạn. V7 nha các bạn. Đây là sơ mi ngắn, các bạn có lên sơ mi ngắn nha các bạn. Bây giờ sẽ lên lên một mã sơ mi tiếp theo nhé. Bạn nào chốt áo sơ mi ren vừa rồi thì comment giúp shop mã V7 kèm màu và số điện thoại cho lốt sơ mi gần đây này đi. Để giúp được ok trên máy. Người ta vẫn thoa một cái vẫn cười á, vẫn cười. Nói chung là có rất nhiều hàng xinh ở phía sau nên là các bạn ở lại xem like nha. Nói chung là mới qua được độ khoảng 1/4 hàng ngày hôm nay nha. Đây bạn cho tôi cái áo lên đây nha. Đây nha. Đây nha, một cái mã áo len mới về rất là xinh nha. Áo này thì rất đẹp cực luôn, siêu điểm luôn. Nói chung áo này lát nữa sẽ lên nha. Và nó thích áo này lát nữa, ở lại xem mai lát nữa sẽ lên cái mã áo này nhá. Cái chất len của nó len rất là thoáng, mùa này các bạn có thể mặc được nha. Đẹp chưa? Nói chung là chất len đẹp đẹp luôn nha các bạn. Đó, bảng màu phía sau lát nữa chúng ta sẽ lên nha các bạn. Đó, sơ mi cọc tay lát nữa lên nhá. Bây giờ sẽ lên một cái mã sơ mi tiếp theo nha các bạn. Cái áo len này đẹp. Cái đen này thì nó mặc với lại chân váy công chúa. Chân váy công chúa nhá. Đây để cái này nó lỡ lên.
Bây giờ sẽ lên cái sơ mi mà hoa đang ở trên người. Sơ mi gì nữa? Đây nhá, áo này nhá. Áo này thì chúng ta sẽ có size S và size M nhá. Size của nó là rất có duy nhất một màu trắng thôi nha các bạn. Áo này có duy nhất một màu trắng thôi, chúng cần cho chị xem duy nhất một màu trắng thôi. Đây này các bạn xem cận chất này, nó may bo viền rất là xinh như này nhá. Nó không có hàng viền sâu cho các bạn xem bởi vì là nó chỉ có duy nhất một màu trắng nhá, may bo viền nổi toàn bộ và đính một chiếc nơ rất là xinh nhá. Bồng vai và dáng hơi có nó to một chút. Áo này thì sẽ có size S và size M. Nhưng mà áo này size M tầm dưới 52-53 cân thì các bạn chốt đơn thôi bởi vì form của này rất là nhỏ nha bạn ạ. Dưới 52-53 cân thì chốt size M nha, size S của nó rất là nhỏ nha. Nói chung là cái form này sẽ nhỏ một chút và dáng có lúc tông một chút nha. Bạn nào chốt đơn thì comment nhanh tay cái áo này này, không là chậm tay là không có đơn nha. Mã là V6 và giá là 149.000. V6 149.000 có size S và size M, rất là xinh đúng không? Và cái cúc của nó là cúc bọc nhưng mà đứng gần nên bởi vì chúng tôi không có hàng nên các bạn có thể nhìn cận đây nha, cúc bọc vải và cái vải của nó gần như là vải hơi dạ dạ một chút nha các bạn. Cái cúc của nó cúc bọc may bo viền xung quanh nha, đính một chiếc nơ rất là xinh ở phần trên nha, chỗ áo này siêu xinh luôn và giá là 149.000 S và M nha, có size S và size M nha, dưới 52-53 cân thì các bạn chốt đơn nha. Mã là V6 và giá là 149.000 nha. Áo này xinh đúng không? Áo này mặc lên rất là đẹp đúng không? V6 nha. Chân đậm. V6 nha các bạn, bạn nào chốt áo hoa đang mặc thì comment V6 nha. Bây giờ sẽ lên cái tiếp theo nha, lên một mã tiếp theo nha. Thả tim thả like nhật tính lên đi các bạn ơi. Thả tim thả like nhật tính lên, chúng tôi sẽ lên cái mã áo len nhé. Áo len này vừa mới về chiều nay luôn, rất là đẹp. Thật ra len của nó thì các bạn nhìn nhá, nhìn thì nó có vẻ là hơi mỏng một chút nhưng cái len này thì là chất của nó rất là đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì là len của nó rất là đanh nhá, siêu đanh dày luôn. À, nó không hề nhãn một chút nào nhá. Len này không hề nhãn một chút nào nha các bạn. Dưới 60 cân thì các bạn có thể chốt được cái len nhá. Len này rất là đẹp nên là bạn nào chốt đơn thì chuẩn bị comment nhanh tay này. Cái này mặc với lại chân váy công chúa màu trắng được nhá. Cho tớ mượn một cái chân váy công chúa màu trắng. Đây nha, các bạn có lên một set đồ như này này. Lên một set đồ như này rất là xinh luôn. Xinh đúng không ạ? Nhưng mà áo len này chất đảm nó đẹp. Không đẹp không lấy tiền cái mã áo len này nên là các bạn yên tâm nhá. Đây các bạn có thể lên một cái set đồ nó như thế này này. Cái áo này có rất là nhiều màu để các bạn có thể lựa chọn đây các bạn. Đây này, cúc là cúc ngọc đây này. Thế mặc công chúa nhá. Đấy, mặc công chúa. Đây nha, các bạn đợi một chút sẽ lên giá cái chiếc áo này nhá. Áo này vừa mới về luôn, siêu xinh luôn. Đây, áo á. Áo này áo gì nhỉ? Chị, đây. Mã là V10 nha các bạn, áo này có mã là V10 nha. Thả tim thả lai lên. Đó, lên giá nhá. Mai gì? Lên giá áo này nha các bạn, rất là xinh đúng không? V10 nhá. V10 nhá, chất của nó là chất len nhá. Len rất là dày, à quên, không phải là dày mà rất là đanh len nha. Nó không dày nhưng nó rất là đanh len và len này đảm bảo đẹp nhá. V10 nha các bạn. V10 159.000. Nói chung áo này không đẹp không nói chuyện luôn nha. V10 159.000 nhá. V10 chúng tôi có màu hoa mặc là màu me này. V10 có màu đen này. Màu đen này các bạn có thể mix lại cho mấy màu trắng này lên xem đồ rất là xinh nhá. Đó. Các bạn mặc vô ngoài rất là xinh nha. Màu đen này, V10 màu đen này, V10 màu hồng này. Hồng này mix trắng cũng xinh này. V10 màu xanh lá này. Ủa, toàn màu đẹp thôi. Màu xanh biển nhá. Xanh biển, xanh lá, đen và bi nha. Nói chung là màu nào cũng xinh, màu nào các bạn cũng. Nói chung là cái bảng màu của cái áo này rất là xinh nha. Bạn nào chốt đơn thì comment nhanh tay nha. Các bạn có thể mặc cái lại chân váy ngắn thì các bạn trùng ngoài. Còn chân váy dài các bạn sơ mi vào rất là đẹp nha. Đó, cận chất áo đấy. Hoa mặc một áo bên trong không hề mỏng, không hề lỗ chút nào đúng không? Áo này rất là kín đáo, rất là mình mặc đi đám cưới hoặc là mình mặc đi chơi hoặc là đi làm đều là cái áo này nhá. Bạn nào chốt áo này thì comment V10 nhá. Duy nhất trên này là 159.000. Hôm nay toàn hàng đẹp thôi bạn nào hôm nay mà không xem lại đều rất là đáng tiếc. Ngày mai nhé các bạn có xem lại, có cắt màn hình, có chụp màn hình và có nhắn tin xúc mua này em lấy cái này giá này không có giá ở trên này ngày nay đâu ạ. Đây là bạn nào chốt đơn thì hãy comment luôn ở trên này thì mới được chốt giá này nha. 159.000 đọc lại mã về bảng màu của V10 này. Hoa mặc là màu đen nha, màu hồng này, màu đen này,
màu xanh này và màu xanh lá và xanh biển nhé. P10 của em là màu be này, màu xanh biển này, màu xanh lá này, P10 đen này và P10 màu hồng nhé các chị nhé. Giá trên line ngày hôm nay là 159.000 đồng thôi ạ. P10 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Em có màu be này, màu xanh biển này, xanh lá này, đen và hồng nhé các chị nhé. Giá cực xinh là 159.000 đồng thôi ạ. P10 kèm màu kèm số điện thoại các chị nhé. Dưới 60 cân mặc thoải mái ạ. P10 ạ. Hương Nguyễn hỏi có sóc bò không em? Có sóc bò chị ơi. Sóc bò đâu nhỉ? Sóc bò mã là V23 nhé, 99.000. Sóc bò có mã này nhé. Thay đồ đi chị ấy nhé. Sóc bò có mã này là mã V23 nhé, SML 99.000 nhé. V23 99.000 SML nhé các bạn. Có xanh đậm và đây là xanh nhạt. Đây là xanh nhạt và đây là xanh đậm nhé. V23 nhé, sóc bò nhé. Có bạn hỏi là gì nhỉ? Có áo khoác bò không? Có bạn nhé. V6 cái nơ tháo rồi được không? V6 V6 khúc bọc nơ đen tông liền nhá. V6 là lơ liền đấy các bạn. Nhưng mà còn nói chung là không thích thì cắt ra cũng được, hoặc là mình làm cái ghi cho mình đính lại được, mà xong cái này rất là dễ tháo nhá. Hôm nay có like áo thủy thủ không ạ? Bạn Thúy ơi, áo thủy thủ á, áo thủy thủ có like đấy ạ. Cho tôi một cái áo thủy thủ nhá, áo sơ mi thủy thủ khăn đây ạ. Mã V8 nhá. V8 149.000 nhá. Chúng tôi có live ban nãy rồi. Nói chung là đủ màu các bạn có thể chốt nhá. Các bạn chốt thì cứ comment là V8 nhá. 149.000. Ừ, có nhiều bao đấu á. Nói nhiều bao đấu bạn ơi. Cá V8 nhá. Đây nhá, đây một mã áo sơ mi nhá. Nói chung là hàng quá là nhiều hàng đẹp và cuối live ngày hôm nay nhá, rất là nhiều áo phông đẹp và còn toàn hàng mới chúng ta sẽ để đến cuối live nhá. Nên là bạn nào hôm nay mà bỏ lỡ cái đoạn khúc cuối live thì rất là đáng tiếc nha các bạn. Đây nhá, đây một mã sơ mi của U, cuối cái chất này là cái viền xung quanh này là chất tơ rất là mềm, không hề sụt phạt, không hề cứng, không hề sát tay, cuối tơ nhá. Và chất của nó là chất hoa dập nổi lên như này nha. Khúc này. Nói chung áo này sơ mi này rất là đẹp nha các bạn. Và là chốt áo này thì comment giúp shop mã là sơ mi của U Viễn Tô, mã là V3 nha. 155.000 nha, V3 nha các bạn. V3 thì chúng tôi có màu xanh và có màu trắng nha, có hai tông màu duy nhất thôi. V3 có xanh và trắng nha, bạn nào chốt đơn thì comment V3 kèm màu và kèm số điện thoại nha. 155.000. Rất là xinh đúng không ạ? Một chiếc áo cổ U, nói chung là cổ gầy hay là cổ không gầy thì cũng rất là đẹp nha các bạn. Một cái dáng áo chắc rất là đẹp nha. Có like blazer không ạ? Có bạn ơi, có xếp vết sâu mà quần không ạ? Chúng tôi có nha. Có vẻ hết hôm nay vẻ rất là nhiều. Có áo len mỏng mà có khăn đi cùng không ạ? Áo đấy thì hôm nay thì không lên like. Bạn chỉ cần comment là len kèm khăn là được. Bạn nào chốt áo này thì comment giúp shop là mã V3 nha. 155.000. Bây giờ sẽ lên chân váy luôn nhé. Cũng màu trắng. Lên nó. Lên luôn chân váy màu hoa mặc trên người nha các bạn. Đây nha chân váy nha các bạn. Chân váy là chân váy hai mặt nha các bạn. Bạn nào lấy chân váy này thì comment giúp shop mã là V31 nha. V31 kèm màu và kèm số điện thoại nhé. Giá lên này ngày nay là 109.000. 109.000 nhưng mà chân váy này 109.000 các bạn mua được hai chiếc chân váy luôn. Đó là nhá, một lớp, một mặt bên ngoài là một mặt công chúa và một mặt bên ngoài khi các bạn lột lại là một mặt sơ mi như này nhá. Đó, một mặt sơ mi bình thường như này và một mặt công chúa như một mặt hoa này, hoa mặt nhận đây. Một chiếc chân váy hai trong một, mặc được hai mặt đấy các bạn đây nhá. Một mặt công chúa tôi lột ra cho các bạn xem này. Hộp luôn cho bạn xem một chiếc chân váy có thể mặc được hai mặt như này đó, các bạn thấy chưa? Một chiếc chân váy mặc được hai mặt nha. Bạn nào chốt chân váy này thì comment giúp shop mã là V31. Đây này, cặp chung nó rất là co giãn lên eo 70-80 thì chẳng vẫn có thể mặc vừa và giá chỉ có hơn 100.000, nó là 109.000 một chiếc chân váy rất đẹp như này nha các bạn. Các bạn thấy chưa?
đây là mặt sân đi ngoài này, rất là đẹp đúng không? Nói chung là nếu mà vào khu đông cái sân vé này, hàng về đến đâu hay đến đó nhé. Mùa hè bán cũng rất là nhiều cái mã sân vé này, bởi vì có thể mặc được rất là nhiều thứ và mặc được cả hai mặt nha các bạn. Mã là V31 nha, bảng màu đúng không? Mặc là màu vàng bò này, màu trắng này, màu nâu này, và đây là màu bia, và chúng tôi có màu đen nữa nhé. V31 kèm màu là số điện thoại nhé. Sân vé em đang mặc của mã là V31 nha các chị nhé. V31 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Giá trên line là 109.000 đồng thôi ạ. V31 em có những cái màu như này nhá. Vé em đang mặc là màu vàng bò này, màu be này các chị nhá, màu đen này, màu trắng và màu nâu nha các chị nhá. Cái chân váy này thì mình có thể mặc được hai mặc ạ. V31 ạ, kèm màu kèm số điện thoại, giá là 109.000 đồng thôi ạ. Em có màu đen này, màu trắng này, màu nâu này, màu be và màu đang mặc là màu vàng bò nha các chị nhá. V31 kèm màu kèm số điện thoại ạ, giá là 109.000 đồng thôi ạ. Chân váy hai mặt luôn ạ. V31 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Có like baby doll của Lơ không? Đây bạn biết. Đây là baby doll của Lơ. Baby doll của Lơ hiện tại đang hết hàng rồi nha các bạn. Baby doll của Lơ hết sạch rồi. Xem cái sau mà quần thì buổi like sau thì chúng ta sẽ like nha. Nên là có lên sơ mi ngắn tay bồng gắn không ạ gắn tay bồng tay bồng ngắn ngắn tay bồng có nơ là mã nào nhỉ? À, chắc là số sóng nơ gài đi chị mặc sơ mi thủy thủ đi ạ. Sơ mi thủy thủ lại chúng tôi có lên dáng ở đây bạn Như Quỳnh ạ. Sóng gài nơ ông cứ đường áo lên cái này. Bộ yếm bò giá bao nhiêu ạ? Ui, các bạn comment rất là nhiều nhưng mà bây giờ mới đọc được comment của các bạn này. Đây nhá, cô bạn hỏi sơ mi tay bồng gắn nơ có phải mã này không ạ? Bạn nào lấy mã này thì comment là sơ mi sóng nhá. Comment sơ mi sóng nhá, 159.000 nhá. Bạn nào chốt mã này thì comment sơ mi sóng là được. Nói chung là hàng thì còn nhưng mà không định lên like đâu, bởi vì cái mã này có hàng đến đâu hết đến đó nha, lơ rời nha. Bạn nào chốt mã này thì comment sơ mi sóng nhá. Nói chung là rất là đẹp và kèm theo một chiếc lơ rời như này nhá. Sơ mi sóng kèm màu cái số điện thoại nhá, có trắng và be, 159.000 nhá. Và có bạn hỏi này, có bạn hỏi cái xếp này nhá. Đây nha, có bạn hỏi xếp này ạ. Thì như là chị Thúy Nhi thì bảo đúng. Sơ mi sóng Thúy Linh chốt luôn này. Cho xem bộ vest xanh nữa đi Sơn. Bộ vest xanh ở phía sau ạ. Bạn nào chốt xếp canh mặc thì comment là mã V14 nha, 195.000 SM nhưng mà chung cái xếp đấy rất là đẹp. Đây nha, cái xếp này nha. Bạn nào chốt xếp này thì comment là Yếm quần sóc thì có mã là V16 nhá. Dưới 62 cân chốt đơn nên chất yếm bò rất là dày và rất là mềm nhá. Yếm quần thì comment là V16, 165.000. Còn áo thì các bạn hãy comment là V11 nhá, 99.000. V11 99.000 và yếm là V16, 165.000 nha các bạn. Dưới 60-62 cân chốt đơn vừa chiếc này nha các bạn. Lên áo hùng luôn nha các bạn. Đó, một cái mã áo mà tuần trước mua sẵn cô đơn. Tên gì mua sẵn cô đơn? Đấy, em thích một tuần như sẵn cô đơn. Em thích một tuần như sẵn cô đơn. Em không hay mày ai chương trình được. Đây nha, lên cái áo này nha các bạn. Chuẩn tăng mang cái đinh nha các bạn. Chuẩn tăng mang cái đinh nhá. Và đảm bảo là nếu mà chuẩn áo này và giá và dáng này và chuẩn tăng mang này thì yên tâm là không sao là bán rẻ như trên làng xuất luôn các bạn. Áo phông ngủ cai đinh 89.000 nhá. Mã là V20 nhá. Bạn nào chọn áo này thì comment giúp shop mã V20 nhá. V20 kèm màu kèm số điện thoại. Giá siêu to V20 nhá. V20 nhá. Đây là mặt sau này. Mặt sau nhá, mặt sau của màu xanh này. Cái gì đấy? Nhưng sợ cô đơn. Em thích một mình nhưng mà phía đằng sau là nhưng sợ cô đơn. Đấy đại loại như vậy nhá. Áo này thì dưới nhất 8 và dưới 70 cân các bạn đều có thể chốt đơn nha. 89.000 nhá. Mã là V20 nha. V20 89.000 nhá. Bảng màu trắng nha. Mấy quay cả mấy chiếc đằng sau cho bạn xem nhá.
Các bạn nhìn thấy chưa? Có đĩa này.
Ôi, hôm hôm một người giải cái mã hết là cuốn sách nào mà một cùng về cùng với G21 này còn kèm cái đai nữa không? Không biết là có G21 có đai không? Đây nhá, có đĩa nha các bạn. Ở đây các bạn nhìn thấy chưa? Rất là giãn nhá, giãn này. Giãn 3 ngón tay luôn, 1. Rất là dày, rất là giãn nha các bạn. V21 nhá, 99.000 có cúi sườn và có cả đĩa các bạn. Nói chung là cái này mà các bạn đính kèm theo những chiếc đai rất là xinh nha. Siêu xinh luôn, vẻ thấu nha các bạn, V21 nha. Các bạn cũng comment hỏi rất là nhiều nên là tớ sẽ dành một chút thời gian để đọc comment của các bạn nha. Yếm bò mình xem dáng được không ạ, có sai không? Yếm bò thì không có sai, yếm bò thì không có sai, nhưng mà dưới 62 cân thì bạn chút đơn, bởi vì đó là quần ống rộng nha. Và đặc biệt là cái dây rút này nhá, điều chỉnh được eo, được điều chỉnh chiều dài bằng cái dây này được nhá. Nên là cái yếm bò này dưới 62 cân thì các bạn hãy chốt đơn nhá, 165.000 V16. Yếm bò là V16 nhá. Chúng tôi có màu đây là màu xinh đậm này. Với yếm bò đây nhá. Đây là V16 màu xanh nhạt nhá. Chúng tôi có V16 xanh đậm và V16 xanh nhạt. Bạn nào thích xem thì ở ngoài cuối này tôi sẽ lại mã nhá. Còn yếm bò là V16 nhá. 165.000 dưới 62 cân chốt đơn nhá. Lại lên một cái yếm khaki rất là xinh luôn. Bạn ấy trả bạn này quần khai để em các bạn đang comment rất là nhiều luôn. Về một những bạn nào mà vào sau xem sau ấy thì các bạn đợi một chút nhé, chắc là độ khoảng một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ lại tất cả các mã để các bạn có thể tham gia chốt ba sản phẩm V21. Sau rồi mình chốt ba sản phẩm V31, 20 và V21 rồi. Ok bạn Linh Lang tím nhá, có gì bạn chỉ cần chốt đơn là chúng tôi nhìn thấy comment của bạn rồi nhá, nên là bạn yên tâm nhá. Bây giờ sẽ lên mã tiếp theo nhá. Rất là nhiều hàng mới nên là hy vọng các bạn hãy từ từ ở lại xem like và thả tim thì không cần từ từ đâu mà hãy thả tim nhiệt tình lên nha các bạn. Bài da đẹp thế rồi. Bài da. Bài da. Không, chắc chắn là của hai cái quần sau đấy. Một trong hai quần sau nhá. Lên một mai yếm khaki nhá, dáng váy nhá. Yếm váy nhá, yếm này là yếm váy nhá các bạn. Và chất của nó chất khaki nhá. Yếm váy này thì rất là rộng rãi thoải mái, dưới 62 cân các bạn mặc vừa nhá. Và chất của nó là chất khaki nhá các bạn. Có đính ba cái logo rất là xinh này nhá, logo nổi nên không phải in gì đâu. Nhưng mà thấy comment gì thì cứ bảo cô nhé. Yếm khaki theo hình 179.000, mã là V17 nhá. V17 rất là xinh nha. Bạn nào không thích quần thì các bạn có thể qua cái yếm váy này nhá. Rất là xinh, rất là dễ thương. Nói chung là cái yếm này rất, nói chung là mặc trẻ ra vài tuổi nha các bạn. V17 nhá, yếm khaki theo hình 179.000, màu xanh nha. Hả? Tuổi như 15 tuổi không? V17 nhá, có màu xanh này, chúng tôi có màu nâu này và chúng tôi có màu đen nha. V17 nhá. Em đang mặc của mã là V27 nhá các chị nhá. V17. V17 ạ. Em đang mặc của mã là V17 nhá các chị nhá. V17 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Cái V17 thì em có màu đang mặc là màu xanh này, màu nâu này và màu đen nhé các chị nhé. Giá 179.000. Giá là 179.000 ạ. Yếm váy á, yếm váy á, em mặc em cao 1m6 thì mặc nó sẽ qua đầu gối một chút nhé các chị nhé. V17 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Màu xanh này, V17 xanh này, V17 đen này và V17 nâu nhé các chị nhé. Màu nào cũng rất là dễ mặc và dễ phối quần áo ạ. Đây ạ, em vướng lên người như thế này nhé. Quá đầu gối một chút thôi ạ. Giá là 179.000 đồng luôn nhé các chị nhé. V17 ạ. V17 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Cái phần đai này sẽ có những cái để có những cái nút này các bạn có thể điều chỉnh theo chiều cao nhé. Điều chỉnh theo chiều cao nha các bạn. Bạn nào chốt yếm thì comment V17 nhé. Yếm khaki và đính ba cái logo rất là xinh nha. Ba logo này rất là xinh luôn. Và giá là 179.000 nhé. Chất khaki rất là đẹp, rất là mềm nhé. Khaki mềm hơn khaki cứng thôi nên các bạn yên tâm nhé. V17 nhé. Có bạn hỏi cái gì đây? Nó phong rồi sao? Đây là phong luôn hay? Phải mặc cái khác thôi. Mặc như thế. Cho mình hỏi áo á. Sơ mi của V có nơ đã lai xưa. Hình như là có lai rồi các bạn ạ. Hình như của V đen, nơ đen ấy. Không phải là sơ mi 6. 6 á? Của V 6 á.
đây. Ờ, đây nhá, không phải lên một mà áo phông mà hoa đang mặc trên người luôn nhá. Áo này thì dưới 60 cân các bạn đều có thể chốt đơn nhá. Dưới 60 cân thì các bạn đều có thể chốt đơn nhá. Áo phông này là áo phông. Áo phông á. Áo phông á. 79.000 nhá. Mã là V19 nhé các bạn, áo phông của hoa mặc là V19 nhé. Hôm nay bán thêm một mã này đó là 79.000 nhé. V19 79.000 nhé các bạn. V19 79.000. Màu hoa mặc là màu trắng này. Đây là màu xanh lá nhưng mà xanh lá ấy hơi nhạt một chút nhé. Màu nâu này, màu bia này, màu xanh biển này và màu đỏ nhé. Nói chung là bảng màu áo phông mới về nha các bạn, 79.000 nhé. V19. Áo phông đang mặc có mã là V19 nha các chị nhá. V19 chỉ 79.000 đồng thôi ạ. V19 em có màu em đang mặc là màu trắng này, màu đỏ này, màu xanh này, màu be này, màu nâu này và màu xanh nha các chị nhá. V17 kèm V19 kèm màu kèm số điện thoại ạ. V19 là mặc áo phông đang mặc các chị nhá. Giá là 79.000 đồng thôi ạ. Em đọc lại bảng màu này. V19 em mặc là màu trắng này. Màu này là màu đỏ đô nhá các chị nhá. Ở ngoài màu đỏ đô này rất là tôn da. Đây ạ, màu xanh này, màu be này, màu nâu này và màu xanh nhá các chị nhá. Giá là 79.000 đồng thôi ạ. Mã là V19 ạ. V19 nhá, bạn nào chốt đơn thì hãy comment nhanh tay nha. V19 kèm màu và kèm số điện thoại nha. Duy nhất ở trên này ngày hôm nay đó là 79.000. 79.000 nhá, bạn nào chốt đơn thì comment nhanh tay nha. Các bạn, bây giờ sẽ qua mã tiếp theo nha. Nên like áo phúc tâm đi bạn ơi. Tâm là lên áo sơ mi ngắn ven lỗ lô điên. Áo thun hoa nổi quá không sợ ơi. Ui, các bạn comment rất là nhiều nhé. Bạn nào thích lên xem lại các mã thì các bạn lên chân váy đi ạ. Các bạn xem. Còn các bạn thích lên mã nào thì các bạn hãy để lại comment ở phía dưới. Nhưng mà hoặc là các bạn có thể xem lại cuối live nhé. Tại vì các bạn tả nhiều khi đúng không rõ là mã nào nha các bạn. Đấy baby don't hả? Một chân là đen nhỉ? Hả? Đen nhỉ? Đen hay đen hay nâu hay gì? Chưa mặc cái chiếc áo cái gì không? Đen. Đen sẽ mặc. Các bạn nói chung là còn rất là nhiều hàng ở phía sau đây là các bạn đừng lao lai vụ nha. Thả tim thả lai nhiệt tình lên nha. Đây là mã áo phông vừa rồi là V. Rồi con này. Áo phông V19 nhé, 79.000 duy nhất ở trên line ngày hôm nay nhé. Có màu đỏ nâu, màu xanh biển này. V19 nha các bạn. Xanh biển này, xanh lá này, nâu này, nâu đậm me này và đỏ nâu nhé, 79.000 với cả trắng nha các bạn. Cho xem cái áo, cho mọi người áo trắng nhé. V19 nhá. Bạn nào chốt áo phông vừa rồi thì comment giúp sốt mã V19. Đây là V19 màu trắng nhá. 79.000, đây là V19 màu trắng nha các bạn. Nói chung là chuẩn hàng đáng chốt nên bạn yên tâm nhá. V19 màu trắng nhá, dưới 60 cân chốt đơn nhá. 79.000 duy nhất ở trên line ngày mai thôi. Màu trắng này. Đây là lên một mã đây video 60 N nhá. V1 nhá, V1 của ngày hôm nay nhá. Áo baby doll. Nói chung áo này bổng vai một chút, cổ u nhá. Và dáng của nó là dáng váy nhá, dáng baby doll nha các bạn. Phía sau có rất là nhiều hàng nên các bạn hãy ở lại xem like, thả tim và thả like. Và cuối này đương nhiên là sẽ có 20% tổng hợp tất cả các mã nên là các bạn đừng lao like bộ nhá. Những bạn vào sau thì có thể xem lại nhá. Đây nhá, cái áo này sẽ có phần cái nơ ở phía đằng sau lưng nhá. Áo này nhá, đặc biệt là các bạn có thể buộc cái nơ. Nếu mà các bạn mặc cái nơ này ra chứ các bạn có cái kiểu nơ mà tôi cũng hướng dẫn ở trên Facebook rồi nha các bạn. Bạn nào chọn áo này thì comment giúp số V1 nhá. V1 thì chúng tôi sẽ có màu bia và chúng tôi sẽ có màu trắng, màu hoa mặc nha. Dưới 62 cân chốt đơn, bởi vì sao?
bởi vì chất của nó chất ngân sóng như này nha các bạn, nhưng mà vải này rất là mềm, mềm ơi là mềm, và đặc biệt là còn co giãn nha các bạn. Cái vải này rất là đẹp nha các bạn, co giãn. Đây là cái chuôn tay này nha các bạn, vải này rất là co giãn nha. Bạn nào cho đơn thì comment V1 nha, trắng và đen, V1 kèm màu của số điện thoại nha, 159.000. V1 ạ, V1 kèm màu kèm số điện thoại nha các chị nhá, giá là 159.000 đồng rồi ạ. V1 em có màu năng mặc là màu trắng này, ngoài ra thì còn có màu be này nha các chị nhá, mặc rất là mát ạ. V1 kèm màu kèm số điện thoại ạ, V1 trắng này hoặc là V1 be, giá là 159.000 đồng ở trên line ngày hôm nay thôi nhá các chị nhá. V1 ạ, V1 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Lên đỗ của bé hiện tại thì bên tớ đang hết hàng, nhưng còn mỗi màu xanh thôi. Sắp tới trong 1-2 năm nữa chúng tớ sẽ về thêm bổ sung cái mã đấy, thì chúng tớ sẽ lên like sau nha các bạn. Còn bây giờ sẽ lên một mã tiếp theo nha, lên xuyên áo lên đi. Cho màu nâu, 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 nâu. Mặc lông với chân ít. Màu này ạ? Đây nhá, lên cái set này nhá. Đó, đúng rồi, cái set này á, các bạn sẽ thấy rẻ bất ngờ một cái set này nhá. Sẽ bao gồm một chiếc đây, tớ sẽ tỏ nguyên cho các bạn xem nhá. Một chiếc áo len này, len 2 dây này. Họ rất là ôm mút ngực như các bạn này, co giãn nhá. Một chiếc áo len 2 dây và một chiếc áo cardigan bên ngoài, các bạn nhìn cận chất nhá. Len này phải nói là dày, rất là dày luôn, siêu dày luôn. Cái set này rất là dày, nói chung là các bạn yên tâm là vào mùa này áo này rất là hot. Bởi vì bây giờ đã nhập hàng dần, các bạn biết là cái set này năm ngoái cũng có rồi. Cái này thật sự là năm ngoái có rồi. Nhưng mà bởi vì sao năm nay đã có lại đầu mùa thì nó rất là hot nha các bạn. Rất là hot luôn, rất là hot cái set này. Các bạn mua dần như vào mùa, thứ nhất là không có hàng, và thứ hai là không có giá như bây giờ. Và cái len, nói chung hàng đầu mùa nó rộng đẹp, cái này là cái điều chắc chắn rồi nha các bạn. Đây nha, nguyên một set này nha. Hôm nay bạn nào chốt nha, bán chiên đầu mùa, chiên một cái set áo len, combo một cái set áo len đầu mùa nhá. Giá đầu mùa này 139.000 một nguyên một set này nha. 139.000 nguyên một set. Mã là V15 nha. V15 nha. V15 nha. Nó mặc đầm V15 màu nâu nha các bạn, có áo 2 dây và có áo cardigan bên ngoài. Nói chung là cái này phải mặc với cho bé Hằng mặc với bạn mặc chưa. V15 nha các bạn, 139.000. Tưởng nhầm nhưng mà không nhầm một chút nào nha, 139.000. Bán chiên đầu mùa một cái mã áo rất là xinh như này nha. Đó, khoai hoai bỏ chui luôn cái chân này. Đây nha, nguyên một set này là 139.000 một set. Các bạn mua ở đâu được, không mua ở đâu được một cái set áo 139.000 nha. V15 nha, có màu nha. Năm ngoái không có màu hồng đâu, năm nay mới có cái màu hồng rồi nha các bạn. Màu hồng mà năm nay mới có đấy, màu hồng rất là xinh luôn. Bạn nào không chú ý mèo một chút thì các bạn có thể lựa cái màu hồng nhé, rất dày chưa? Rất là dày, các bạn nhìn chưa? Nên nó riêu dày luôn đấy. V15 nha, 139.000 này, chốt trọng tay thì sẽ không có đơn đâu, bởi vì cái áo này mà về lại hàng thì chắc cũng phải mất một thời gian rất là dài nha. Chúng ta có màu nâu, chỉ cần có màu nâu ạ, có màu hồng nha, màu hồng nha, màu xanh này, màu xanh bắt tre của năm nay này, màu xanh nha, rất là xinh nha, rất là dày nha. Các bạn mua dần đi không thì sắp tới không mua được. V15 nha, có màu đen nữa này, nói chung là màu nào cũng xinh nha các bạn. Màu đen này, V15 nha, 139.000. Xe đang đang mặc có mã là V15 nhé các chị nhé. V15 kèm màu kèm số điện thoại ạ. V15 này, em đọc bảng màu này. Màu em đang mặc là màu nâu này, màu đen này, màu xanh này và màu hồng nhé các chị nhé. Giá cực kỳ xinh là 139.000 đồng rồi ạ. Chỉ với 139.000 thì các chị sẽ nhận ngay được hai sản phẩm này, một cái áo khoác ở bên ngoài và một cái áo dây len ở bên trong các chị nhé. Giá là 139.000 đồng rồi ạ. V15 ạ, V15 kèm màu kèm số điện thoại này, V15 nâu này, V15 đen này, V15 xanh này và V15 hồng nhé các chị nhé. Giá là 139.000 đồng rồi ạ. V15 kèm màu kèm số điện thoại ạ. V15 nha các bạn. Mình bỏ lên cái chân này đi. V15 nha. V15 rất là dày nhá. Rất là dày các bạn. Rồi dùng cái mã này các bạn hãy chốt đơn luôn ở thời điểm bây giờ để vừa mua được hàng đầu mùa, vừa đẹp vừa rẻ nha các bạn. 139.000 một cái set len này ở đâu bán? Không ở đâu bán đúng không?
Bà lão sơ đơn thì có bên nhanh V15 nha. Chủ tục có xanh lá này, tre của năm nay đấy, màu hồng này rất là nhẹ nhàng dễ thương nha. Màu đen này và màu hoa mặc là màu nâu nhé, màu hoa mặc là màu nâu nha các bạn. Có hai dây nữa đây nha, nguyên một cái set này nha. Đây là màu đen này, rất là dày các bạn nhìn bên trong cái áo nha, dày cực luôn. Và một chiếc áo hai dây này nha, 139.000 nguyên một set nha. V15 ạ, set đang mặc của mã là V15 nha các chị nhé. Lâu lắm rồi không mặc cái áo mà không. Bây giờ sẽ lên một mã chân váy mới nha các bạn, đừng outline bộ bởi vì là còn rất là nhiều hàng ở phía sau nha. Đây là các bạn đừng có outline bộ vàng nha, mình có bộ vàng và nó rất là đáng tiếc ấy, bởi vì là còn nhiều hàng ở phía sau mà mình chưa hết đâu ạ. Quần chúng tôi còn chưa cả lên mà, chân váy còn chưa lên này, áo phông còn chưa lên hết nha, rất là nhiều mẫu luôn. Có hết một mẫu đây nha, lên một mã sơ mi này nha, 100 sơ mi nắp túi à, sơ mi hình như là công nhân chưa làm mã này, sơ mi túi nắp túi 13 đi. V32 nha. Bạn nào chốt đơn này thì comment V32 nha. V32 về đợt cuối rồi, bạn nào chốt đơn thì comment nhanh tay nha. V32 kèm màu một số điện thoại nhá. 149.000 trên like nhá. 149.000 trên like nhá. V32 nha. V32 nha các bạn. V32 nha các chị nhé. Lúc đấy em sẽ lên bảng màu V32 nha các bạn, thả tin thả lan như tình đây, bởi vì còn rất là nhiều hàng mới ở phía sau nha. Áo phông vẫn còn là nhiều, rất là nhiều quần muốn cho lên này, rất là nhiều mã cho lên. Nên là các bạn hãy 149.000 thử thách của mình. V32 nha các bạn. V32 149.000 đồng nha các chị nhé. V32 em đọc bảng màu này, màu đang mặc là màu hồng này, màu be này, màu đen này và màu trắng nha các chị nhé. V32 kèm màu kèm số điện thoại ạ, giá là 149.000 đồng. Em có màu hồng này, màu trắng này, màu đen và màu be nha các chị nhé. Mặc rất là xinh ạ. Đấy, các chị có thể kết hợp như cái chân váy em đang mặc này, rất là đẹp ạ. Bạn nào chốt sơ mi thì comment giúp shop mã V32 kèm màu và kèm số điện thoại nhé. Duy nhất ở trên line hôm nay đó là 149.000 và mã này không thể về thêm được nữa, nên là bạn nào ưng mã này thì phải chốt đơn nhanh tay nha, không thì không có hàng nữa đâu nha các bạn. V32 nha, lên đũa của mỉa. Chúng tôi hiện tại đang hết hàng nha, bao giờ về thêm chúng tôi sẽ lên line sau nha. Bây giờ thì sẽ lên chân váy nha, lên chân váy hoa đang mặc luôn nha các bạn, lên chân váy hoa đang mặc luôn nha. Nói chung là sẽ qua vài mã nữa, các bạn thả tin thả like lên chúng tớ. Chắc là chúng tớ sẽ tổng hợp like sau một vài phút nữa nhé. Tổng hợp tất cả những cái mã buổi like hôm nay ba mấy mã luôn. Nên là nếu mà làm mã theo màu nữa thì chắc là phải lên gần 100 mã. Nên là các bạn hãy thả tin thả like nhiệt tình lên, thả tin thả like nhiệt tình lên để qua vài mã nữa thì sẽ tổng hợp nhé. Một mã chân váy rất là đẹp và rất là dày nhé. Chân này đẹp cực luôn, và có một lớp nốt ở bên trong nè, và may cái sóng sóng ở phía dưới này nhé. Và là chốt chân váy này thì comment giúp shop mã là chân váy tầng V27 nhé, 149.000. V27 rất là đẹp và rất là nhiều màu để các bạn thể lựa chọn nó mix đồ nhé. V27 cái màu và số điện thoại 149.000, hoa mặc là màu trắng này, chúng tôi có màu đen này, chúng tôi có màu xanh lá này, chúng tôi có màu bi này và xanh biển nhé. V27 nhá, 149.000. Dưới 65 cân cho đơn, bởi vì cạp là cạp chun nên là các bạn eo bao nhiêu vẫn có thể mặc được. Lên quần ống rộng đi shop, đúng rồi. Quần ống rộng hôm nay có một mã mới tinh chưa từng lên like, lên là bạn làm mà online sớm là hôm nay không xem được quần nha, rất là đáng tiếc. V32 à đâu, V27 V27 ạ. Trên váy em đang mặc có mã là V27, 149.000 đồng nha các chị nhá. V27 em có rất nhiều màu ạ. Màu em đang mặc là màu trắng này, màu đen này, màu xanh lá này, màu be này và màu xanh biển nha các chị nhé. V27 kèm màu kèm số điện thoại ạ, 149.000 đồng. Em đọc lại bảng màu này, màu đang mặc là màu trắng này, màu đen này, màu xanh lá này, màu be này và màu xanh biển nha các chị nhé. V27
27 tiền bầu kèm số điện thoại ạ, giá là 149.000 đồng ạ. Câu hỏi sao đi đường ạ? V27 kèm màu kèm số điện thoại nha các bạn. V27 kèm màu và kèm số điện thoại nhé. Lên còn ứng dụng đi shop V27 xem gì ạ. Bây giờ sẽ lên một mã tiếp theo thôi, không nên sợ nghỉ nhiều mã quá rồi. Lên còn ứng dụng cái gì nhỉ? Lên quần ứng dụng với cái sơ mi trắng của Lơ Lạch đi. À, sơ mi trắng của Lơ Lạch chưa có mã đâu. Đây. À đây, có lên một set đồ nhá, lên quần ống rộng nhá, xong rồi sẽ lên quần ống rộng nha các bạn. Chúng tôi sẽ lên quần ống rộng và lên một mã sơ mi đấy nhá, có chân váy hoa. Không lên luôn đi shop chân váy hoa ngay hôm nay bạn ơi, tại vì hôm nay có quá nhiều mã rồi nên là hôm nay chúng tôi sẽ không lên chân váy hoa nha các bạn. Các bạn thả tim thả like nhiệt tình lên nha, bởi vì chúng tôi sẽ tổng hợp mã 30 mã sau độ khoảng 2-3 phút nữa nhé. Lên một set đồ thôi mà. Lên tổng hợp 30 mã sau khi các bạn thả tim thả like lên nha. Đừng ao like của mình. Đây nha, lên một mã quần ống rộng mới về luôn. Cái quần này thì sẽ có hai khuy nha các bạn, hai khuy rộng. Nói chung là quần ống rộng thì chúng tôi có rất là nhiều mã, những cái mã hai khuy đấy chưa từng về nha các bạn. Và đĩa đôi như này nha các bạn. Đó, quần ống rộng nha, chất của nó rất là mềm, rất là dày nha. Quần này thì chúng tôi sẽ về được hai màu, đó là màu đen và màu bia nha. Đây nha, các bạn một chút là chúng tôi sẽ lên giá cái quần này nhé. Nói chung là quần này chúng tôi sẽ có size SML nha các bạn. Đây, hai cái cúc này. Nói chung là quần nào có hai cúc rộng là nhìn cái phần eo cũng rất là cao lên nhé. Rất là hết giá nha các bạn. Thật mặc áo hồng luôn. Đây nha, bây giờ sẽ lên combo nguyên một chiếc này nha các bạn. Rất là xinh, các bạn mặc đi chơi, mặc đi làm đều được nhé. Lên áo sơ mi trước nhé. Áo sơ mi của Cầu Đính Hạt này. Đính hạt ngọc của Tàu mã là V4 nhé. Đính hạt nguyên xung quanh luôn. Dập nhé. Dập hạt như thế này này. Đó, dập hạt như này nhé. Đính hạt xung quanh luôn nhé. Và nói chung là này thì có nguyên V4 nhé. 149.000 nhé. 149.000 nhé. 149.000 áo này nhé. Hoa đang mặc màu trắng và màu hồng nhé. Chúng tớ chỉ có hai màu thôi, đó là màu trắng và màu hồng nhé. Và nói chung là này có nguyên V4 nhé. Hồng V4. Đó nha, chúng tôi có hai màu nha, đó là màu hồng và màu trắng nhé. Nói chung là hoa đứng gần cho các bạn xem cảm chất màu trắng nhé. Rất là xinh nhé, và đính hạt ở trong này. Đó, các bạn nhìn thấy cảm chất chưa? Và đính cúc của nó rất là xinh nhé. Và là chốt áo này thì có viên V4 kèm màu kèm số điện thoại nha, hồng và trắng nha. V4 ạ. V4 kèm màu kèm số điện thoại nhé các chị nhé. Giá là 149.000 đồng rồi ạ. V4 này có màu năng mặc là màu trắng này, ngoài ra thì còn có màu hồng nhá. V4 ạ. V4 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Cái mã này em chỉ có hai màu là màu trắng và màu hồng thôi ạ. Sang mã quần nha các bạn. Quần suông hai cúc nha, mã là V26. Quần này thì vừa mới về chiều nay luôn nha các bạn. Chất rất là đẹp và rất là mềm nhá. Và là chốt quần thì có miên giúp shop đó là mã V26 nhá. 125.000 duy nhất trên hàng ngày nay nha. Quần thì chúng tôi sẽ có hai màu, đó là màu đen và màu bia nha. Đen và bia và size là size SML nhưng mà gần đây nha. Dáng quần nó là dáng quần cạp cao và có túi sườn và có hai cúc nhé. Nói chung là dáng cạp cao này rất là xinh nha các bạn. Và giá trên line là 125.000 và mã là V26 nha, SML nha. Và giá cho đơn thì comment V26 kèm màu và kèm số điện thoại nha, và kèm cả size giúp chốt em 125.000. V26 ạ. V26 kèm màu kèm số điện thoại nha các chị nhá. V26 em có màu, em đang mặc là màu be này. Ngoài ra thì còn có màu đen và có thứ size là size S, size M và size L nha các chị nhá. V26 ạ. 124.000 đồng ạ. 125.000 đồng ạ. V26 be này hoặc là V26 đen này kèm số điện thoại ạ. Kèm size nha các chị nhá. Em có đủ size S, size M và size L ạ. Đó, mặc nhân dáng rất là đẹp ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ tổng hợp các mã của buổi live ngày hôm nay nha các bạn. Tổng hợp mã. Chỉ là tổng hợp. Các bạn đợi một lát nha, chúng tôi sẽ
tổng hợp tất cả các mã live của mọi người live hôm nay nha. Nên là mặc áo thì áo ngoài đồng này để trắng với xanh đi cho nhìn nó mát mắt. Các bạn thả tin thả like lên nha, Xúc luôn chuẩn bị tổng hợp 30 mấy mã của ngày hôm nay nha. Rất là nhiều comment nên là không thể trả lời được hết. Nếu mà bỏ lỡ comment của bạn nào thì mong các bạn hãy thông cảm cho chúng tôi nha. Hôm nay bỏ lỡ comment của bạn nào mà không trả lời thì hy vọng các bạn cũng bỏ qua cho chúng tôi nha. Và bây giờ chúng tôi sẽ tổng hợp hơn 30 mã của ngày hôm nay nha. Hôm nay rất là nhiều mã, một toàn hàng sinh thôi. Nên là bạn nào vào live sau thì các bạn có thể xem lại cái tổng hợp của bây giờ và đặt luôn ở trên live nha. Còn khi tắt like thì chúng tôi sẽ không tính giá like cho bạn nào cả. Nên là hy vọng các bạn hãy chốt đơn thì comment ở trên live ở trên cái live stream này luôn nha các bạn. Còn sang ngày mai thì sẽ không có giá like đâu ạ. Bây giờ nhá, nên mã V1 nhá, từ V1 đến V cái bao nhiêu nhỉ? Buổi sắp tới có hàng mới đẹp, ôi là đẹp luôn. Chưa cả thật tin thật like nha các bạn. V1 nha. Bạn ấy đưa chụp tấm mã V1 baby đúng cho nó nhanh. V1 nha, áo baby đôn lơ lưng này. Chất rất là mềm, rất là co giãn nhé. V1 nha. V1 nha các bạn. V1 nhé, V1 nha các bạn, 159.000. V1 thì chúng tôi có màu trắng và màu be nhé. V1 trắng và be nhé, nói chung áo này rất là xinh. Còn là chốt đơn thì comment V1 kèm màu và kèm số điện thoại nhé. V1 nha các chị nhé, V1 trắng này, V1 be à. Nên cho em mã là V1 ạ, 159.000 đồng nhé các chị nhé. Màu be này, màu trắng này, mã V1 ạ. Em qua mã V2 nhé chị nhé. V3 đi, sơ mi cổ u viền tơ. À, đúng rồi. V3 nha, đây là mã V3 nha. Áo sơ mi cổ u viền tơ nha. 155.000 nha. 155.000 V3 em có màu trắng này. Và V3 màu xanh nha các chị nhé. V3 155.000 nha. 155.000. V3 đây là màu xanh nha các bạn. Và V3 đây là màu trắng nhé. 155.000 ở trên live thôi ạ. V4 áo sơ mi bí hạt của tàu. V4 nhé. V4 ạ. V4 em có màu hồng này. Và V4 trắng ạ. 149.000 đồng nhé các chị nhé. Đây ạ, mã là V4 này, V4 trắng này, V4 hồng này, 149.000 đồng ạ. Em qua mã tiếp theo ạ. Hôm nay sẽ lấy hoa nha các bạn. Đây là sơ mi tơ cổ lơ điên. Đây hả? Ừ đúng rồi. Đây ạ, mã V5 nha các chị nhá. V5 này, V5 có màu trắng này. Và V5 có màu be này. V5 thì chúng tôi có size S, M, L nha các bạn. 159.000 V5 nha. V5 S hoặc V5 size M nha. Chất của nó là chất tơ nha. 159.000 nha các bạn. V5 nha. V5 nha các bạn. Trắng và V5 màu be. 159.000 trên like nha. V6 là sơ mi cúc bọc nơ đen tông. Đây ạ, đây là mã V6 nha các chị nhá. V6 149.000 ạ. 149.000. V6 149.000 đồng ạ. V6 149.000 nhá. Size SM nha các bạn. Đây ạ, lễ hoa mặc thì tôi chưa dâu cận chất cái áo này cho các bạn xem được. V6 nha các bạn. Cái nơ này nơ bính liền nha các bạn, không thích thì tháo ra được nha các bạn. Chất của nó là chất của gần như là chất dại nha. May viền chỉ như này nha các bạn. Đây là V6 nha, 149.000 này. V6 149.000 size S hoặc V6 size M nha các bạn. Đó là một cái áo dáng cấu tốt rất là xinh nha. V7 nha, sơ mi tơ ren nhiều lớp của tàu, 185.000 size SM nha. V7 185.000 size SM nha. V7 185.000 em có màu trắng này và màu be nha các chị nhá. V7 185.000 em có đủ size là SM ạ. SM nha các chị nhá, 185.000. Áo sẽ có một chiếc áo ren ở bên ngoài và một chiếc áo hai dây ở bên trong nhá. 185.000 size SM nha. V7 trắng này, V7 be nha các chị nhá.
áo của hoa mặc là mã nào, có bạn hỏi áo của hoa mặc là mã V10 nhé, áo hoa mặc là V10 159.000 nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ sang mã V8 sơ mi thủy thủ nhé. Ở phía dưới thì chúng tôi có ghi link của các mã của ngày hôm nay nhé. Bạn nào mà chưa nghe rõ tớ đọc thì các bạn có thể xem cái link ghi ở phía dưới nhé. Áo mũ mặc là mã V10 nhé, V8 sơ mi thủy thủ mình cầm một đỉnh 149.000 nhé, áo sơ mi thủy thủ khăn 149.000. Đây là V8 nâu, khăn nâu nâu này, V8 bia này, V8 phân xanh lá này, V8 màu xanh lá này, V8 màu xanh ngọc và V8 khăn xanh biển nhé, 149.000 nha các bạn. Bây giờ sẽ đến V9 nhé, sơ mi bèo dưới bỏ qua này, V10 áo cộc viền trắng, V10 áo ba mặt. Mã với lai khác nhau, áo xốp, một đẹp, V10. Bây giờ các bạn nghe rõ nhá. Mà em đang mặc này. Mà em đang mặc là V10 nha các chị nhá. Mã hoa đang mặc là V10 nha các bạn, 159.000 chất len nha. Chất của nó là chất len nha các bạn. V10 159.000. Màu này là màu màu hoa mặc là màu xanh biển nhá. Chúng tôi có màu bia này, màu xanh lá này, màu đen và màu hồng nhá. 159.000 áo này chất rất là đẹp. Đây là mà nó cho đơn thì comment nhanh tay mã V10 nhá. V10 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Bây giờ sang mã V11. V11 áo kẻ ngang thủy thủ. Đẹp 99.000. V11 nhá. V11 nha các bạn, là áo thủy thủ này nhá, 99.000. V11 áo kẻ ngang thủy thủ 99.000. Chúng tôi có màu này là màu xanh lá nha các bạn. Đây là V11 xanh lá này. V11 đây là màu xanh biển nhá. Màu đỏ nhá. Màu đỏ này, màu trắng này và màu be nhá các chị nhá. Mã của em vừa đọc là V11 ạ, V11 99.000 đồng. Em có màu trắng này, màu be này, màu xanh lá, màu đỏ và màu xanh biển nhá các chị nhá. Giá là 99.000 đồng thôi ạ. V11 99.000 thôi nha các bạn. Và trước tôi thì comment nhanh tay nhá. V12 áo cardigan cộc tay bèo. Không phải luôn. Lên lưới sắt đấy. V13. V13 89.000 đồng nhá các chị nhá. Đây ạ, V13 này. V13 189.000 này. V13 89.000 ạ. V13 89.000 nhá, chất là chất len nhá các bạn. V13 89.000, màu xanh lá này. Màu trắng này và màu bi này nha. V13 kèm màu kèm số điện thoại 89.000 trên like nhá. V13 cân một vừa. V10 này dưới 60 cân nha các bạn. Dưới 60 cân cho đơn nha, bởi vì áo của nó là rất len, rất là co giãn nha các bạn. V10 nhá. Bây giờ đến V14 xếp len và laser trên váy. Đây hả? Sẹt len bởi vì đang đọc comment nên là nhầm lung tung mà. Bao nhiêu chị? V14. V14 nha. V14 các bạn là set của canh mặc nhá. 195.000 size SM nha. Set canh mặc size SM nha các bạn. Nguyên một set bao gồm một chiếc áo blazer và một chiếc chân váy nha các bạn. Set này là 195.000 V14. Thì các bạn comment là mã kèm màu và kèm size và kèm số điện thoại nhá. V14 chúng tôi có màu đen này. V14 chúng tôi có màu nâu này. V14 có màu đen và V14 có màu xanh ngọc ở phía sau nhá. 195.000. 195.000 size SM nha các bạn. Size SM nha. V14 nha. V15 bây giờ qua mã V15 nha. V15 ạ. V15 là xếp len này nhá các chị nhá. V15 xếp này sẽ có hai sản phẩm, cả một cái áo dây ở bên trong ạ. Đây là có một cái áo dây ở bên trong nha các bạn. V15 nhá, 139.000. Hai sản phẩm nhá. 139.000 nhá. Nâu này. V15 nhá, 139.000 màu nâu này, màu đen này, màu hồng này, màu xanh lá nhá. Đây là màu xanh lá nhá. V15 nha các bạn. V15 nha, 139.000 này. Sao nghe ở trên này nhá. V15 139.000 màu xanh lá này.
màu hồng nha các bạn. Đây là màu hồng V15 màu hồng này. Màu hồng với V15 màu đen này và V15 màu nâu nha. 139.000 nguyên một set này nha các bạn. Vào đây. V16 ạ. Yếm quần rút dây. V16 là yếm quần này các chị nhá. Yếm quần rút dây này. V16 em có hai màu này. Màu em cầm đây là màu xanh đậm này. Và đây là màu xanh nhạt nhé các chị nhá. V16 xanh đậm cùng là V16 xanh nhạt ạ. Yếm 165.000 165.000 đồng nhé các chị nhá. Màu nó không chênh lệch quá nhiều đâu ạ. Đây ạ. Em cầm đây này là màu xanh đậm này. Dưới 62 cân chốt đơn vừa nha các bạn. V16 ạ. V17 là yếm kaki thêm hình. Yếm kaki là gì? À, yếm thêm hình là yếm váy. Đây ạ. Mã V17 là cái yếm kaki đấy nhá các chị nhá. V17 em có màu xanh biển này, màu nâu và màu đen nhá. V17 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 179.000. Nâu này, đen này, 179.000 đồng ạ. Em qua bạn tiếp theo ạ. V18 nha các bạn. V18 áo hai dây đệm 65.000. Có màu xanh này là xanh biển nhá. V18 nhá. 65.000 màu đen này. Kẻ đen này, bên dưới này là kẻ đen này các bạn. Không có kẻ trắng nữa này. Đây là kẻ trắng nhá. Và đây là bia nhá, không sao bia nhá. Đây là V18 nhá, 65.000. V19 nhá. V19 là áo phông chữ sân này. V19 79.000 nhá. Rất là đẹp. Áo này 79.000. Chốt nhanh tay nhá. V19 nhá. Em có màu trắng này, đỏ nô này, màu be này, màu nâu này, màu xanh này, xanh nhạt này và màu xanh biển nhá chị nhá. V19 chỉ 79.000 đồng thôi ạ. 79.000 nhá. Chốt đơn thì comment nhanh tay mã V19 nhá, chỉ có 79.000 thôi ạ. V20. Không ừ. Không ừ nhá, V20 nhá. V20 ạ. Các bạn nhớ là thả tin thả like cho Sông Mút nha. V20 em đọc này, áo phông này, chữ ừ nha các chị nhá. V20 em có màu trắng này, màu be này, màu xanh này và màu đen nha các chị nhá. 89.000 nha. V20 89.000. V21 là quần sóc để nấu 2 cúc. Quần sóc để nấu 2 cúc. V20 ạ. Quần sóc biển gấu 2 cúc V21. V21 99.000. V21 99.000 em đọc khoảng màu ạ. V21 đen này, V21 be này, V21 trắng này và V21 vàng bò nhé các chị nhé. 17.000 đồng nâu. Nâu ạ. Nâu nha các bạn, nâu nhé. 99.000 đồng rồi ạ. Nâu này 60-65 lần cho đơn nha. Đen này, be nhé. Mã là V21 ạ. Shop thấy đơn giá shop ghim trên này không khớp với mẫu hơn shop ạ. Và đây chắc là hôm nay hôm nay bị hơi bị lệch nhá, nên là các bạn cứ nghe tớ đọc nhé. Các bạn nghe tớ đọc nhé. V22 shop nó xuống này có lên không? Lên không? Shop nó xuống thì cái xe nó kia hơn. Tích hai cái rồi. Nó chỉ đôi chỉ tên rồi. Anh nhìn với nhau shop nó xuống. V22 nha. Sao hơi sườn 99.000 nha. Dưới 65 cân cho đơn nha. V22 em có màu be này, màu đen này và màu nâu nha các chị nhá. Giá 99.000 đồng thôi ạ. V22 kèm màu kèm số điện thoại là mã của cái sóc hơi sườn này nhá các chị nhá. 99.000 nha các bạn. Kèm nâu và đen nha. Lên áo sơ mi hoa nhí lơ lưng. Sơ mi hoa nhí lơ lưng hôm nay chúng tôi không lên cho các bạn ơi. Sóc bò, sóc bò, sóc bò. Sóc bò ở đây. V23 sóc bò nhá chị nhá. 99.000 đồng thôi ạ. V23 màu này là màu xanh nhạt này. V23 xanh đậm này. Đó. Mã là V23. V23 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 99.000 đồng thôi các chị nhá. V23 em giơ lại này. Xanh nhạt này. Xanh đậm này. Mã là V23 nhá. 99.000 nhá, size SML nha các bạn. SML V23 nha. Bất kỳ phải. Quần bất kỳ phải không lệch. Quần bất kỳ phải không lệch. Quần bất kỳ phải không lệch. Quần bất kỳ phải không lệch.
có mặt đâu. Đây nhá. Thôi quần này để hôm sau hoa mặc. Còn bây giờ không mặc không nên dáng. 24 quần quần da cá dài đó sau 26 quần chuông hay cúc. Da cá. 26 hay màu. V26 ạ. V26 là kiểu quần chuông đấy nha các chị nhá. V26 này. V26 kèm màu kèm số điện thoại ạ. V26 em có màu kem này. Và V26 em có màu đen nhé các chị nhá. V26 ạ. Giá là 125.000 đồng thôi ạ. V26 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 125.000 đồng nhá. Chân váy sáng đằng sau đi ạ. Chân váy sáng đằng sau. Chân váy đằng sau thì ban nãy Hoa cũng mặc hết rồi nha các bạn. Xem lại like nha. Và xem lại bài là cái này. 27 đây ạ. V27 149.000 ạ. V27 em có màu trắng này. Em có màu đen này. Màu xanh lá này. Màu be và màu xanh biển nha các chị nhá. V27 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 149.000 đồng ạ. Thôi mình chốt nhiều màu rồi xong cho đơn nhé. Ok bạn Linh Lan tím nhé. V28 Sky Đinh Chu. Cái đấy có lên hôm nay không lên à? Phí đấy. Xem bỏ đi đấy xong. Marat V29 không Marat. Ôi hôm nay xuất nhiều mã đấy. Đây ạ, mã V29 nhá các chị nhá, một mặc áo phông ạ. V29 em có màu xanh lá này, màu hồng này, màu đen này và màu trắng nhá các chị nhá. Mã là V20 không? 29. V29 124. V29 124.000 đồng nhá các chị nhá. V29 kèm màu kèm số điện thoại ạ. V30 ạ, mã chân váy tiên nít ạ. Chân váy này em có cả size S và size M nha các chị nhá. Em đọc bảng màu này. V30 này, màu xanh biển này. V30 be này. V30 đen và V30 trắng nhé các chị nhá. Giá trên line là 109.000 đồng thôi ạ. Đủ size S và size M ạ. V31 chân váy này. Đây. V31 ạ. V31 là cái mã mà chân váy em đang mặc cho các chị nhá. V31 chân váy hai mặt ạ. V31 kèm màu kèm số điện thoại em đọc bằng màu ạ. Váy em đang mặc là màu trắng này, màu be này, màu đen này, màu nâu này, màu vàng bò nhé các chị nhá. V31 kèm số điện thoại ạ. Giá trên line là 109.000 đồng thôi ạ. Chân váy mặc được hai mặt nha các bạn. Chân váy mặc được hai mặt nha. V32 là sơ mi quý lắc quý. V32 nha, 149.000 nhá. V32 chúng tôi có màu hồng này. V32 có màu bia này. V32 có màu đen nha. Và V32 có màu trắng. Nói chung là cái mã này không thể về thêm được hàng. Nên là bạn nào đặt hàng có bên nhanh tay nha. Bởi vì đợt cuối. Về đợt cuối và lên live buổi cuối rồi nha. Bạn nào ưng cho đơn nhanh tay nha các bạn. V32 kèm màu kèm số điện thoại nha. Các bạn không biết là có hỏi mã nào không ạ? Chúng tôi sẽ dành cho các bạn 1-2 phút để các bạn comment đặt hàng nha. Không thì tắt like thì sẽ không có giá like đâu. Nên là bạn nào chốt đơn thì comment nhanh tay nha. Chúng tôi sẽ còn 2-3 phút để cho các bạn lên đơn đặt hàng nha. Thả tim thả like trước khi outline nha. Và đặc biệt nha, chốt đơn thì phải comment nhanh tay chứ không thì tắt like sẽ không có giá like đâu ạ. Nên là bạn nào nhớ là chốt đơn thì comment luôn ở trên like nha. Cũng như chị sẽ không có comment. Không có comment của các bạn ấy. Mất hết comment thôi. Không được comment của các bạn ấy. Bạn đây có thấy comment không? Nãy nó lại lên mà. Không, không biết các bạn có hỏi gì không ạ? Tại vì hiện tại tớ đang không đọc được comment nha. Các bạn bây giờ hiện tại là tớ không đọc được comment. Nên là bạn nào các bạn có thể xem like nhá và cho đơn trước 12 giờ trước 24 giờ nhá thì sẽ được tính giá like nha các bạn. Còn bây giờ bộ rồi thì chúng tôi xin phép kết thúc like nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem buổi live stream ngày hôm nay nhá. Hy vọng là trong những buổi live tiếp theo thì các bạn cũng sẽ ủng hộ Sương Moon như hôm nay và hơn hôm nay nha các bạn. Còn bây giờ chúng tôi xin phép cắt like và cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Tạm biệt và hẹn các bạn 20:30 tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần nha. Còn phát sinh thêm những buổi live nào sẽ có trước nha. Cảm ơn tất cả các bạn ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ.